Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 2. Sắc mặt Đường Lỗi âm trầm. Chỉ là còn không đợi hắn tức giận, đột nhiên một thanh âm quyến rũ chuyển đến, Đường thiếu gia, chuyện gì làm cho sắc mặt của anh trở nên khó coi như thế? Mọi người đưa mắt nhìn lại. Trong nháy mắt dại ra. Chỉ thấy từ chỗ cầu thang lầu 2 của quán bar, chậm rãi đi xuống một cô gái xinh đẹp, chân liếu, đùi thon mông lắc nhẹ. Một bộ trang phục đỏ mỹ lệ, phối hợp với đôi giày cao gót màu bạc sáng người kia, giống như là một vị nữ vương cao cao tại thượng, từ trên trời giáng xuống. Trên thực tế, cô gái này chính là Liễu Yên Nhi có danh xưng nữ vương Tường Vi, là bà chủ đứng phía sau của quán ba Dạ Tường Vi. Tất cả mọi người toát ra ánh mắt si mê. Bọn họ đã sớm nghe nói qua, bà chủ phía sau Dạ Tường Vi màn là một cái gợi cảm tuyệt sắc, lúc này vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. Khóe miệng Liễu Yên Nhi lộ vẻ tươi cười, đôi môi đỏ mọng của cô dường như tản ra một nụ cười quyến rũ mê người. Khi cô đi tới bên cạnh Diệp Khuynh Thành, trong phút chốc mọi người chung quanh thở thẫn cả ra. Hai đại mỹ nữ đỉnh cấp gặp nhau, nhan sắc dĩ nhiên ai cũng không kém ai, khác biệt duy nhất chính là, Diệp Khuynh Thành là lạnh tùng, mà Liễu Yên Nhi lại là quyến rũ tà mị, phảng phất như một băng một lửa. Băng hỏa ở cùng một chỗ, quả thực muốn mạng người khác mà. Đường thiếu gia, Đường Lỗi cũng không thoát khỏi mị lực của Liễu Yên Nhi, cho đến khi Liễu Yên Nhi khẽ gọi một tiếng, có thể mới hoàn hồn trở lại. Yên Nhi tiểu thư, không phải tôi cố ý bới móc, mà là đôi cẩu nam nữ này vừa rồi đùa giỡn tôi chỉ muốn đòi công đạo mà thôi. Vậy sao? Liễu Yên Nhi tà mị cười, đột nhiên nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói, chị cả, anh ta mắng chị là cẩu nam nữ kia. Hả? Trong nháy mắt, vẻ mặt Đường Lỗi cứng lại. Xung quanh cũng xôn xao cả lên. Ai có thể nghĩ đến, hai vị đại mỹ nữ tuyệt sắc này, lại là chị em. Quả nhiên vật hợp theo loài, người hợp theo bầy. Diệp Khuynh Thành uống không ít rượu đỏ, hai má hơi say, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng nói, vậy phạt anh ta vả miệng đi. Được thôi. Liễu Yên Nhi xoay người, cười tủm tỉm nhìn Đường Lỗi, Đường thiếu gia, chị cả của tôi rất không thích câu nói vừa rồi của anh. Bảo anh và miệng kia. Đường Lỗi đương nhiên nghe rõ lời của Diệp Khuynh Thành, căn bản không cần Liễu Yên Nhi thuật lại, chỉ là đầu óc hắn có chút mơ hồ. Liễu Yên Nhi còn nói thêm, nếu Đường thiếu gia không dám động thủ, tôi có thể gọi người làm thay, hoặc là, tôi tự mình tìm cha anh nói chuyện. Tuy rằng trên khóe miệng của cô luôn có một nụ cười nhợt nhạt, nhưng Đường Lỗi lại cảm giác được một cỗ khí tức của nữ vương, phảng phất lời cô nói chính là thánh chỉ. Không, không cần. Tôi tự làm. Cuối cùng Đường Lỗi vẫn thua dưới sự mạnh mẽ của Liễu Yên Nhi, ngoan ngoãn tự tát mấy bạt tai, buồn bực rời đi. Cho đến giờ phút này, Liễu Yên Nhi mới tỉ mỉ quan sát Lục Vân, vị này là... À, anh ấy là bạn trai chị, họ Lục. Không đợi Lục Vân nói chuyện, Diệp Khuynh Thành liền dành trước một bước trả lời, dựa theo kế hoạch cô phải cho Liễu Yên Nhi một sự bất ngờ. Trong đôi mắt nhỏ hẹp của Liễu Yên Nhi quả nhiên hiện ra một tia kinh ngạc, bạn trai. Cô nghi ngờ nhìn Lục Vân. Lục Vân gật đầu. Ánh mắt Liễu Yên Nhi nhất thời trở nên có chút phức tạp, lôi kéo tay Diệp Khuynh Thành tê đê ến một bên thì thầm nói, chị, cậu ta thật sự là bạn trai chị. Diệp Khuynh Thành nói, em không cảm thấy cậu ta rất giống một người sao. Hơn nữa họ cũng giống nhau. Liễu Yên Nhi đương nhiên biết Diệp Khuynh Thành nói là ai, khuyên nhủ nói, em biết chị rất nhớ tiểu Lục Vân, em cũng vậy, nhưng chị không thể chỉ vì cậu ta có vẻ ngoài giống với em ấy. Liền dễ dàng tin tưởng được. Diệp Khuynh Thành căn bản không có đem lời của cô nghe vào tai, ngược lại là trừng mắt mấy cái nói ra, em ba, chị thương lượng với em một chuyện, còn nhớ hồi chúng ta có bé hứa hẹn nói, trưởng thành muốn gả cho cùng một người đàn ông không? Liễu Yên Nhi gật đầu. Lời này cô đương nhiên nhớ rõ, chẳng qua là một câu nói đùa lúc nhỏ mà thôi. Chị đã quyết định gả cho người này, cho nên lần này tới đây, là muốn giới thiệu với em, không chỉ như thế. Về sau chị còn mang cậu ta đi gặp những chị em khác. Diệp Khuynh Thành nói ra mấy lời này, làm Liễu Yên Nhi sợ tới mức trong nháy mắt chừng lớn hai tròng mắt, vội vàng đưa tay lên sờ trán Diệp Khuynh Thành. Chị cả, chị không sốt chứ? Cô làm sao cũng không thể tin được, chị cả lại nói ra những lời như vậy, phải biết rằng chị cả vẫn luôn là một người rất lý trí. Diệp Khuynh Thành không để ý ánh mắt kinh dị của Liễu Yên Nhi, tiếp tục nói, chị đã hỏi bạn trai chị rồi. Anh ấy nói không ngại sống cùng một chỗ với bảy chị em chúng ta. Nghe vậy,
trên khuôn mặt tươi cười của Liễu Yên Nhi như muốn trầm cảm ngay tại chỗ. Đây không phải là nói nhảm sao, bảy chị em chúng ta ưu tú như vậy, hắn vui còn không kịp, sao có thể để ý chứ? Làm sao ngay cả đạo lý này chị cả cũng không hiểu, chẳng lẽ yêu đương thật sự sẽ làm cho chỉ số thông minh của người ta giảm xuống? Liễu Yên Nhi cảm thấy chị cả đã điên rồi. Nhưng mà Liễu Yên Nhi không biết rằng, lúc cô xoay người, Diệp Khuynh Thành khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một nụ cười giảo hoạt, ra hiệu cho Lục Vân đi tới chỗ hai người họ. Tựa hồ đang nói, vở kịch của tôi đã diễn xong, kế tiếp đến lượt cậu lên sàn. Lục Vân ngầm hiểu, thái độ cực kỳ kiêu ngạo nói, cô chính là em ba của Khuynh Thành, nếu Khuynh Thành cũng đã nói với cô rồi, tôi đây cũng không nói nhiều, hy vọng cô biết điều. Mẹ nó cũng chảnh quá đấy. Liễu Yên Nhi nghiến răng nghiến lợi, tên này điển hình chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, đồ cặn bã. Tôi cảm thấy, chúng ta có thể lên lầu nói chuyện một chút. Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng Liễu Yên Nhi vẫn giữ được bình tĩnh, lạnh lùng liếc Lục Vân một cái. Lục Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc lên lầu, Lục Vân đi ở phía sau, yên lặng nhìn dáng người xinh đẹp của chị Yên Nhi. Phía dưới mọi người thấy một màn như vậy, lập tức hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi, không biết Lục Vân rốt cuộc có vận cứt chó gì, đã có một nữ thần lạnh lùng, bây giờ lại còn được nữ vương Tường Vi đơn độc mời đến phòng khách quý. Thật sự là hết kinh khạc này đến kinh ngạc khác. Phòng VIP lịch sự tao nhã, hiệu quả cách âm vô cùng tốt, đóng cửa lại, tiếng ồn ào bên ngoài một chút cũng không truyền vào được. Nhưng Lục Vân lại cảm giác được một cỗ hàn ý. Chỉ thấy Liễu Yên Nhi hai chân xếp chồng lên nhau ngồi trên sofa bằng da thật, đôi giày cao gót sáng màu bạc kia tựa hồ đều tản ra ánh sáng lạnh lẽo, khí thế nữ vương toàn bộ toát ra. Ngồi xuống. Liễu Yên Nhi lạnh giọng nói. Lục Vân cười hắc hắc, không ngồi ở sofa đối diện, mà đi thẳng tới bên cạnh Liễu Yên Nhi, đặt mông ngồi xuống. Liễu Yên Nhi nhất thời nhíu chặt mày, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia chán ghét. Tên cặn bã này, quá không biết tốt xấu. Nếu không là nể mặt chị cả, cô nhất định đem hắn chặt thành từng khúc. Liễu Yên Nhi nghĩ tới trước kia, công tử ăn chơi của Giang Bắc Trần Tử Ngang, ỷ vào gia thế, vô pháp vô thiên, gây họa cho vô số thiếu nữ. Cuối cùng cô thật sự nhìn không nổi nữa, vì thế tìm một cơ hội biến Trần Tử Ngang thành thái giám. Nếu hôm nay người họ Lục này lại không biết tốt xấu như vậy, Liễu Yên Nhi không ngại để Giang Thành có thêm một thái giám thứ hai. Nói ngắn gọn thôi. Rời khỏi chị tôi, cậu không xứng với chị ấy. Lục Vân vừa ngồi xuống, Liễu Yên Nhi liền trực tiếp nói thẳng vấn đề chính, không muốn lãng phí thêm một phút đồng hồ nào với hắn. Lục Vân thờ ơ nói, tôi và Khuynh Thành là thật tâm yêu nhau, cô sao có thể chia cắt uyên ương. Ha ha, Liễu Yên Nhi cười lạnh hai tiếng, nếu như cậu thật lòng thích chị ấy, sẽ không nhớ thương chị em của chị ấy. Cái này sao có thể gọi là nhớ thương? Ta đây rõ ràng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, cô là em gái của Khuynh Thành, tôi thích Khuynh Thành, đương nhiên cũng thích cô. Lục Vân cười vô lại, một bên còn chẳng biết xấu hổ đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Liễu Yên Nhi. Trong giây lát, một cỗ khí tức lạnh lẽo xông thẳng vào hai chân Lục Vân. Hắn vội vàng dịch về phía sau, cúi đầu nhìn lại, thình lình liền thấy một thanh chủy thủ rét lạnh, đang cắm ở trên sofa giữa hai chân hắn. Giỏi lắm! Nếu không sớm có phát hiện kịp thời, một đao này liền đem cậu em của hắn L lìa khỏi vị trí. Chị Yên Nhi quả nhiên là một người tàn nhẫn. Lục Vân nghĩ mà sợ, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, người bình thường sao có thân thủ như vậy. Thân phận của Lục Vân đặc thù, bên dưới có 36 cương, hắn còn khống chế 72 ám bộ, thuộc về thế lực ẩn tàng. Thông qua 72 ám bộ, kỳ thật hắn có thể dễ dàng tra được tin tức của 7 người chị. Nhưng hắn không làm như vậy. Các chị em có sự riêng tư của họ và hắn tôn trọng điều đó. Cho nên hắn cũng không biết, trước mắt vị chị Yên Nhi này, bề ngoài là bà chủ của một quán bả, kỳ thật nàng còn một thân phận khác, mà thân phận của cô chính là làm người nghe đã sợ mất mật sát thủ mặt lạnh Dạ Tường Vi. Dạ Tường Vi, cũng giống như tên của quán ba. Nguyên nhân là như thế, mọi người mới không liên tưởng quán ba và sát thủ mặt lạnh là cùng một người. Bởi vì không có sát thủ nào ngu ngốc đến mức tự nói mình ở đây cả. Trở lại chuyện chính. Liễu Yên Nhi cũng kinh ngạc, đã rất lâu rồi cô chưa có thất thủ. Nhanh chóng rút dao găm ra. Trèo qua. Hàn mang trong nháy mắt đánh về phía cổ Lục Vân,
nhưng mà Lục Vân đã sớm có phòng bị, thân thể ngửa ra sau, theo chỗ dựa sofa lật qua. Mà thanh chủy thủ sắc bén kia, vừa vặn kề vào mặt đã xẹt qua hắn, khoảng cách không đến 1 cm. Liễu Hiên Nhi đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt thù địch nói, cậu không phải người bình thường. Nếu như nói Lục Vân tránh né được lần công kích đầu tiên là do may mắn, vậy lần thứ hai này, tuyệt đối không thể nào là do hên được nữa. Liễu Hiên Nhi cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể nhìn không ra thân thủ của Lục Vân, thậm chí có thể cảm giác được, thực lực của Lục Vân ở trên cô. Lục Vân cười cười nói, con gái thì đừng chơi đao, nguy hiểm. Vừa dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên áp về phía trước, khóa chặt tay của Liễu Hiên Nhi, tiếp theo liền nghe thấy yêu đinh một tiếng giòn vang. Dao găm trong tay Liễu Hiên Nhi lập tức bị đánh bay ra ngoài. Kẻ giết người mất dao, đó là một sai lầm chết người. Trong đôi mắt đẹp của Liễu Hiên Nhi hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng một giây sau, thân thể mềm mại liền lấy lại bình tĩnh. Bởi vì... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Vân đột nhiên mở rộng hai tay cho nàng một cái ôm thật to, đây là một cái ôm vô cùng đơn thuần, nhưng Liễu Hiên Nhi không rõ nguyên do, còn tưởng rằng Lục Vân đang chiếm tiện nghi của nàng. Tăng! Sát ý rét lạnh trong cơ thể Liễu Hiên Nhi lập tức phun ra. Cô muốn tên vô sỉ này, chết. Nhưng đúng lúc này, chị Hiên Nhi, là em, Tiểu Lục Vân, em còn sống. Thanh âm ôn nhu của Lục Vân đột nhiên vang lên. Nhất thời, phòng tuyến tâm lý của Liễu Hiên Nhi đột nhiên thất thủ, thanh âm run rẩy nói cậu. Cậu nói cái gì? Em ba, cậu ta chính là em trai của Tiểu Lục Vân chúng ta, không phải chỉ tìm bạn trai làm vật thay thế, vừa rồi chúng ta đang trêu em thôi. Lúc này, Diệp Khuynh Thành vừa vặn đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong phòng bao, lại hoảng sợ. Cô không nghĩ tới, hai người đã đánh nhau một trận, may mắn mình tiến vào đúng lúc. Liễu Hiên Nhi vẫn hoài nghi. Vì thế Lục Vân lại kể cho cô nghe rất nhiều chuyện khi còn bé, còn chính xác nói ra một nốt ruồi đen phía dưới ngực trái của cô. Liễu Hiên Nhi rốt cục cũng tin, em trai của cô Lục Vân, đã trở lại. Trong nháy mắt nước mắt tuôn ra. Liễu Hiên Nhi ôm chặt lấy Lục Vân, còn dùng sức hơn cả lúc Lục Vân vừa mới ôm nàng. Lục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, tiếng tim đập của chị Hiên Nhi, là chân thật cỡ nào. Loại cảm giác hạnh phúc này, khó có thể hình dung. Đợi tâm tình Liễu Hiên Nhi bình phục, ba người lại hàn huyên thật lâu, bất chi bất giác đã qua 2 giờ. Liễu Hiên Nhi nhìn đồng hồ, khẽ hô một tiếng nói, nguy rồi, thiếu chút nữa em quên mất chuyện của Hàn Lão. Sao vậy? Lục Vân hỏi. Là như vậy, Hàn Lão mời chị 8 giờ đi tham quan thư họa của ông ấy, bây giờ chạy tới, chắc không còn kịp rồi. Cho nên chị tính nói với Hàn Lão, đêm nay sẽ không qua đó, chị muốn ở đây trò chuyện với em. Liễu Hiên Nhi là một người yêu thích thư họa, mỗi lần làm xong nhiệm vụ trở về, đều luyện vẽ chữ, như vậy có thể giúp cô nhanh chóng khôi phục cảm xúc. Trước đó không lâu, Liễu Hiên Nhi kết bạn với Hàn Lão. Hàn Lão là một nhà sưu tầm thư họa nổi tiếng, mời rất nhiều người yêu thích thư họa đi tham quan hiện vật của ông, thời gian được tổ chức vào 8 giờ tối nay. Liễu Hiên Nhi là người được mời. Cô đang muốn gọi điện thoại cho Hàn Lão nói rõ tình hình, Lục Vân lại đột nhiên nói, chị Hiên Nhi, em đi với chị qua đó. Cậu cũng hứng thú với thư họa, Liễu Hiên Nhi hỏi. Lục Vân gật gật đầu, thỉnh thoảng em cũng vẻ chơi chơi, xem như là tự tiêu khiển tự vui đi. Bắt đầu từ 5 tuổi, mãi cho đến 15 tuổi, hắn đều ở trong đạo quán trên núi, không có bất kỳ phương thức giải trí nào, mỗi ngày ngoại trừ luyện tập bản lĩnh mà lão đạo sĩ truyền thụ ra, chuyện thả lỏng nhất, chính là vẽ tranh. Cho nên coi như là có chút yêu thích thư họa. Nghe Lục Vân nói như vậy, Liễu Hiên Nhi liền không có từ chối lời mời của Hàn Lão, mà là nói với ông ta có thể sẽ đến muộn một chút. Hàn Lão vô cùng rộng lượng tỏ vẻ không sao. Lập tức, ba người cùng rời khỏi phòng khách quý, Lục Vân đi ở chính giữa, Khuynh Thành ở bên trái, còn Hiên Nhi ở bên phải, lần lượt kéo cánh tay của hắn rời đi. Một màn rung động như thế, có thể tưởng tượng sẽ tạo ra một lực đả kích lớn như thế nào đối với người bên ngoài. Hai vị tuyệt thế mỹ nữ, chỉ cần có được một trong hai người đó, nằm mơ cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng Lục Vân lại được cả hai, ôi mẹ ơi, không có từ để diễn tả khúc này. Con mẹ nó, cũng quá tham ăn đi. Khiến mọi người không nghĩ tới chính là, nữ vương Giả Tường Vi lúc gọi Lục Vân lên lầu,
rõ ràng là khuôn mặt lạnh như băng. Nhưng 2 giờ trôi qua, cô lại giống như thay đổi thành một người khác, thái độ đối với Lục Vân cần thân thiết bao nhiêu thì có thân thiết bấy nhiêu. 2 tiếng đồng hồ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, mọi người sắc mặt đều biến ảo, tựa hồ đã đoán được chuyện gì. 2 giờ. Trách sao được, tận 2 giờ liền cơ mà. Diệp Khuynh Thành đối với thư họa cũng không có hứng thú, cho nên liền đi về trước. Trên đường đến Hàn gia, Liễu Yên Nhi vô cùng vui vẻ, bởi vì theo Hàn lão nói, ông ta vừa chụp được một bức Vân Lộc đại sư bút tích thật, đêm nay sẽ lấy ra triển lãm. Lục Vân tò mò hỏi, vị Vân Lộc đại sư kia rất lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại rồi. Vân Lộc đại sư là tả ý của phái thư họa, mỗi một bộ tranh của ông ấy, đều chỉ có lác đác vài nét bút, nhưng có thể biểu đạt ra ý cảnh vô cùng kỳ dị. Hơn nữa, vị Vân Lộc đại sư này cực kỳ thần bí, nghe nói a, cho tới bây giờ đều còn chưa có người gặp qua chân dung của hắn đâu. Vừa nói tới Vân Lộc đại sư, Liễu Hiên Nhi lập tức biến thành một người mê trai, lại nói thao thao bất tuyệt. Vân Lộc đại sư, là thần tượng của cô. Lục Vân lại bĩu môi nói, em muốn xem vị Vân Lộc đại sư kia lợi hại như thế nào, sao lại làm chị thích đến như vậy. Nghe thấy lời này của hắn, Liễu Hiên Nhi lập tức lộ vẻ cổ quái, tiểu Lục Vân, cậu ghen tị hả? Lục Vân quay đầu đi chỗ khác, không trả lời. Liễu Hiên Nhi cười an ủi nói, được rồi, tiểu Lục Vân đừng ghen, chị thích chỉ là tác phẩm của Vân Lộc đại sư, cũng không phải bản thân hắn, nói không chừng đại sư này 70-80 tuổi một lão già xấu xí thì sao? Sắc mặt Lục Vân lúc này mới dễ nhìn một chút, trong lòng lại có loại cảm giác kỳ quái. Tình cảm của hắn đối với các chị gái rất phức tạp, thích chắc chắn là có thích, nhưng không biết là loại thích nào. Nếu như nói chỉ xem mọi người là chị gái, vậy tại sao vừa rồi chị Yên Nhi nói thích người khác, trong lòng của hắn lại có một chút khó chịu. Nhưng nếu không phải là tình cảm giữa chị em, 7 chị em kia nên xử lý mối quan hệ này như thế nào, chẳng lẽ thật sự muốn cho 7 chị em đều gả cho hắn hay sao? Nếu như vậy, cũng quá bá đạo, chính Lục Vân cũng không nhìn nổi mình. Đang mãi mê suy nghĩ, đã tới Hàn gia lúc nào không hay. Quản gia đứng ở cửa nghênh đón. Liễu cô nương, lão gia cố ý dặn tôi ở chỗ này chờ cô, mời đi theo tôi. Ừ. Hai người đi theo quản gia, đi tới một gian lầu hương cổ, đây là Hàn lão vì sưu tầm thư họa nên đặc biệt xây dựng căn gác này. Lúc tiến vào lầu các, đã có không ít người ở bên trong. Ha ha, Liễu cô nương, mau mau mời vào. Chỉ thấy một lão nhân tinh thần phơi phới, trên mặt mọc đầy râu bạc tươi cười nghênh đón. Hắn chính là Hàn lão. Liễu Hiên Nhi chủ động giới thiệu, Hàn lão, đây là em trai tôi, Lục Vân. Lục tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Hàn lão vô cùng nhiệt tình, đối với Lục Vân lộ nụ cười thiện ý. Lục Vân cũng lễ phép trả lời. Liễu cô nương, tôi biết cô thích Vân Lộc đại sư, cho nên đặc biệt chờ cô tới, mới bắt đầu triển lãm tác phẩm của Vân Lộc đại sư. Hàn lão vừa nói, vừa dẫn hai người đi về phía phòng triển lãm. Liễu Hiên Nhi được yêu thích bất giác có chút ngại ngùng, cảm ơn Hàn lão. Rất nhanh, tiến vào phòng trưng bày. Nhất thời có vài đạo ánh mắt không vui đâm tới. Chỉ nghe một thanh niên hừ lạnh nói, tôi còn tưởng rằng là ai kiêu ngạo như vậy, hóa ra là Liễu tiểu thư của quán ba Dạ Tường Vi, nhưng mà nơi này là nơi tao nhã, không phải nơi cô có thể tùy tiện phóng đãng. Trong lời nói của hắn tràn ngập châm chọc, nhất là hai chữ tiểu thư cắn vô cùng nặng. Chung quanh cũng vang lên vài tiếng cười nhạo. Bọn họ đều đang chờ mong thưởng thức tác phẩm của Vân Lộc đại sư, Liễu Hiên Nhi để cho bọn họ đợi lâu như vậy, đương nhiên là không thích rồi. Nhân cơ hội này, chế nhạo vài câu. Hàn lão nhíu mày nói, Chu Vinh, cậu nói gì thế? Tất cả mọi người đều yêu thích thư họa, nên vứt bỏ nhân tố nghề nghiệp, chung sống hòa thuận. Xin lỗi Hàn lão, không phải tôi không nể mặt ông, mà là vì tôi không quen ở chung phòng với người không sạch sẽ. Chu Vinh nói chuyện càng ngày càng càn rỡ. Cái gọi là không sạch sẽ, ý tứ chính là làm gái. Trong mắt Liễu Hiên Nhi hiện ra vẻ tức giận, chỉ là còn chưa phát ra ngoài, Lục Vân cũng đã tiến lên trước một bước, một cái tát đem Chu Vinh đánh bay ra ngoài. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, sỉ nhục chị của hắn. Chúa Giê-xu đến cũng không được. Hơn nữa, Lục Vân dựa vào y thuật không tầm thường của mình, đã sớm nhìn ra, chị Yên Nhi còn là xử nữ.
vẻ quyến rũ mà nàng biểu hiện ra, hẳn đều là ngụy trang. Cho nên, Lục Vân càng không cho phép bọn họ nói xấu sự trong sạch của chị Yên Nhi. Con mẹ nó mày dám đánh tao. Chu Vinh chật vật từ trên mặt đất bò lên, xắn tay áo lên chuẩn bị tính sổ với Lục Vân, nhưng lúc này lại đột nhiên nghe thấy tiếng quát lạnh vang lên, xin lỗi Liễu cô nương và Hàn lão. Người nói chuyện chính là cha của Chu Vinh, Chu Hồng Viễn. Hai cha con họ đều là người yêu thích thư họa, hôm nay cùng nhau được mời đến tham quan hiện vật của Hàn lão. Ba, xin lỗi, nếu không thì cút khỏi đây ngay. Chu Hồng Viễn ra lệnh, giọng điệu không thể xen vào. Chu Vinh khẽ cắn môi, tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là xin lỗi nói, Liễu cô nương, tôi xin lỗi. Người bên cạnh lập tức hòa giải nói. Mọi người bất giận, hôm nay chúng ta vì Vân Lộc Đại Sư mà đến, không nói ân oán cá nhân. Đúng đúng đúng, hòa khí sinh tài mà. Hàn lão, mau lấy tranh của Vân Lộc Đại Sư ra cho chúng tôi mở rộng tầm mắt, chúng tôi đã chờ mong rất lâu rồi. Thấy mọi người gấp như vậy, Hàn lão cũng không thừa nước đục thả câu, xoay người rút ra một bức tranh từ trong rất nhiều hiện vật. Thả ra. Nhất thời hai mắt mọi người sáng ngời, thán phục nói, quả nhiên là tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư. Tác phẩm của bậc thầy Vân Lộc đặc sắc tươi sáng, thường dùng bút vẽ tinh giản nhất, miêu tả ra ý cảnh sâu sắc nhất. Mọi người chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết đây là bút tích thật của Vân Lộc Đại Sư. Hai mắt Liễu Yên Nhi tỏa sáng, nhưng chưa từng chú ý tới, Lục Vân vẻ mặt cổ quái đứng bên cạnh. Đây không phải là thứ mình vẽ lúc 13 tuổi sao? Lục Vân nhớ rõ, một ngày nào đó năm 13 tuổi, sau khi luyện công xong, vì nhàm chán, vừa lúc nhìn thấy đỉnh đầu ngừng một con diều hâu, liền dùng bút vẽ ra. Mà để cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là, hắn còn không cẩn thận đem nước trái cây đỏ nhỏ ở trên đầu diều hâu. Giờ phút Hàn lão triển lãm ra bộ tranh này, rõ ràng có thể từ phía trên nhìn thấy dấu vết màu đỏ đó. Nói rõ ra bức tranh này đích thật là xuất phát từ tay của Lục Vân. Vân Lộc, Lục Vân. Trong nháy mắt Lục Vân hiểu ra cái gì đó. Lúc trước lúc hắn vẽ những bức tranh này, thuần túy để tự tiêu khiển tự vui, vẽ xong liền ném đi, căn bản không để ở trong lòng. Nhất định là lão đạo sĩ vụng trộm đem những bức tranh này mang xuống núi, còn hư cấu ra một Vân Lộc Đại Sư không tồn tại. Thật đúng là ta chưa vào giang hồ đã có truyền thuyết của ta. Lão đạo sĩ, sư phụ quả thực chính là một thiên tài marketing a. Hàn lão tươi cười. Ông không phải là người hư vinh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của mọi người, trong lòng vẫn có một tia đắc ý. Bức này là bút tích thật của Vân Lộc Đại Sư, ông ta mất rất nhiều công sức mới chộp tới tay. Bây giờ xem ra, rất có giá trị. Tác phẩm này tên gọi là Hùng Ưng Tê Thụ Đồ, mọi người xem xong có cảm tưởng gì? Lập tức có người trả lời, bức họa này noi theo phong cách vẽ tinh giản trước sau như một của Vân Lộc Đại Sư, đặc sắc tươi sáng, chỉ có vài nét bút, lại có thể làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là ưng, đây là cây. Hàn lão gật đầu, đại bộ phận tranh đều chỉ chú trọng hình dáng, lại thất thần, mà tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư, hình thần gồm nhiều mặt, đây chính là nguyên nhân người bình thường khó có thể phỏng chế. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Tiếp theo lại có mấy người phát biểu quan điểm của mình. Chu Vinh cũng suy tư một lát rồi nói, tôi cảm thấy, bức tranh này, kỳ thật thể hiện một loại tâm tình của Vân Lộc Đại Sư. Ồ, vì sao lại nói như vậy? Mọi người đều hứng thú. Chỉ nghe Chu Vinh hắng giọng nói. Mọi người nhìn cái cây này, mặc dù bút mực không nhiều, nhưng lại giống như một đoàn bóng tối, đại biểu cho khốn cảnh trước mắt. Lại nhìn con chim ưng này, nhìn như đậu trên cây. Kỳ thật không phải, nó biểu đạt ra chính là loại bất đắc dĩ. Thử hỏi có con hùng ưng nào không khát vọng bay cao. Nhưng nó không có biện pháp, cho nên mới bị ép đáp xuống ngọn cây, đây là một loại bất đắc dĩ. Sau đó, trọng điểm là ở đây, chính là trên đầu con ưng hùng vĩ này, có một vệt dấu đỏ, và màu xám của cả bức tranh hình thành đối lập rõ ràng, nói rõ cái gì. Chứng tỏ con hùng ưng này không cam lòng, nó khát vọng lần nữa bay lên trời xanh. Vì vậy, kết luận cuối cùng của tôi là những gì được thể hiện trong bức tranh này, là hoàn cảnh hiện tại của Đại sư Vân Lộc, và đây là tác phẩm của Đại sư trong thời kỳ suy thoái của cuộc đời. Sau khi Chu Vinh nói xong, toàn trường yên tĩnh một lát, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giảng giải quá hay! Quả thực chính là run đũa trong bụng Vân Lộc Đại sư A.
Hàn lão cũng khen không dứt miệng nói, nếu Vân Lộc đại sư nghe được cậu phân tích, nhất định sẽ coi cậu là tri kỷ. Sau đó hắn lại nhìn về phía Chu Hồng Viễn, cười nói, lão Chu, con của ông thật sự là trò giỏi hơn thầy. Chu Hồng Viễn tự hào nói, ha ha, tôi đã sớm nói tiểu tử này có tiền đồ, vẫn là bồi dưỡng tốt, từ nhỏ đã truyền thụ cho nó không ít tri thức thư họa. Chung quanh tiếng tán thưởng không ngừng, ngay cả Lục Vân cũng nhịn không được muốn vỗ tay thay Chu Vinh. Lúc hắn vẽ bức họa này cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, không ngờ lại bị thằng cha này phân tích ra rồng hoa phượng múa như thế, thật sự là một nhân tài. Chu Vinh nghe các tiền bối xung quanh khen ngợi, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, đột nhiên liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhi nói, không biết Liễu cô nương đối với bức họa này có cái nhìn như thế nào. Từ khi Liễu Yên Nhi bắt đầu vào cửa, Chu Vinh liền biểu hiện chán ghét, bởi vì hắn cảm thấy, Liễu Yên Nhi căn bản không xứng xuất hiện ở chỗ này. Một nữ tử phong trần, biết cái dám thư họa. Chu Vinh cố ý đặt câu hỏi, chính là muốn nhìn Liễu Yên Nhi xấu mặt. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt chuyển sang Liễu Yên Nhi. Hàn lão cười cổ vũ nói, không sao, Liễu cô nương, 1000 độc giả thì có 1000 ý kiến, nói ra cảm nghĩ của cô cũng không sao, mọi người trao đổi trao đổi. Liễu Yên Nhi gật đầu nói, cá nhân tôi cũng là fan hâm mộ của Vân Lộc Đại Sư, cho nên hôm nay nhìn thấy bức tranh này, rất vui vẻ, bức tranh này đúng là Vân Lộc Đại Sư nhất quán họa phong. Đừng nói nhảm, trực tiếp nói trọng điểm. Chu Vinh không kiên nhẫn ngắt lời, cái gì phong cách đặc điểm, lúc trước đều đã có người nói qua, không cần cô ập lại một lần nữa. Tiểu Chu cậu đừng có gấp, để Liễu cô nương nói xong trước đi. Hàn lão nói. Bởi vì vừa rồi Chu Vinh biểu hiện không tệ, ấn tượng của Hàn lão đối với hắn rất tốt, cho nên trực tiếp gọi hắn là Tiểu Chu. Cho dù Chu Vinh ngắt lời không lễ phép, Hàn lão cũng không răn dạy hắn. Liễu Yên Nhi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục nói, bức hùng ưng tê thụ đồ này chỉnh thể mà nói là ưu tú, nhưng ta cảm thấy, dấu đỏ kia là nét bút hỏng. Liễu Yên Nhi nói ra suy nghĩ của mình. Trong lòng nàng cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là một bức tranh hoàn mỹ. Vì sao Vân Lộc Đại Sư còn muốn vẽ rắn thêm chân làm gì? Một, cái này tuyệt đối không giống với phong cách của Vân Lộc Đại Sư từ trước đến nay. Lúc Lục Vân nghe đến đó, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười. Vẫn là chị Yên Nhi hiểu mình. Bởi vì vết đỏ kia căn bản không phải vẽ lên, mà là lúc mình ăn quả mọng đỏ, không cẩn thận nhỏ nước trái cây lên. Thế nhưng, mọi người xung quanh nghe nói như thế, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chu Hồng Viễn lớn tiếng răn dậy, người quả thực đang nói hưu nói vượt, tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư, căn bản không thể xuất hiện bất kỳ bút mực dư thừa nào. Mọi người cũng nhao nhao tỏ vẻ bất mãn. Vân Lộc Đại Sư là thần tượng của bọn họ, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới. Nữ nhân này lại dám nói Vân Lộc Đại Sư vẽ rắn thêm chân, không phải tìm chết sao? Chu Vinh cười nhạo nói, tôi đã sớm nói rồi, loại nữ nhân này làm sao có thể hiểu thư họa? Mời cô tới đây đúng là đánh bại nhã hứng của chúng ta. Hàn lão cũng lộ vẻ không vui. Tuy rằng ông ta nói là để cho mọi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng chân chính muốn nghe được là những lời ca ngợi chứ không phải phê bình. Đánh giá của Liễu Yên Nhi, làm cho Hàn lão vô cùng không thích, thậm chí còn không có nhìn thiện cảm đối với cô. Liễu Yên Nhi nhận ra Hàn lão thay đổi thái, trong lòng tràn ngập thất vọng. Còn tưởng rằng thật sự là hội giao lưu của người yêu thích thư họa. Không nghĩ tới tất cả đều là một đám người nịnh nọt, ngay cả Hàn lão cũng không ngoại lệ. Lẽ ra tối nay không nên đến. Liễu Yên Nhi muốn trực tiếp rời đi, nhưng Lục Vân lại kéo nàng nói, chờ một chút xem. Lục Vân cho tới bây giờ cũng không phải là người chịu thiệt, những người này dám khi dễ chị Yên Nhi như vậy, hắn làm sao cam tâm rời đi như vậy. Xem ra, đây là thời điểm đem thân phận Vân Lộc Đại Sư nói ra. Đang lúc Lục Vân tự hỏi nên làm thế nào để lộ ra thân phận của mình, một màn phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn thay đổi chủ ý. Hàn lão, ông có nhiều đồ sưu tầm như vậy, không bằng đến xem của tôi như thế nào. Thấy Hàn lão tham quan hiện vật không còn nhiều lắm, Chu Hồng Viễn bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn. Hàn lão kinh ngạc, lão Chu, chẳng lẽ ông cũng mang đồ sưu tầm tới đây? Chu Hồng Viễn cười cười. Quay đầu nói với Chu Vinh, đi lấy đi. Chu Vinh gật đầu, rời đi một lát, chỉ chốc lát liền mang theo một quyển bức họa về tới phòng triển lãm. Bức tranh này của tôi là tranh của danh gia Đông Tấn Cố Khải Chi,
Tuy rằng trình độ không bằng Vân Lộc đại sư, nhưng quý ở niên đại lâu đời, giá trị siêu tầm cao. Chu Hồng Viễn giới thiệu, đồng thời bày bức tranh ra, nhất thời một bức tranh sơn thủy hào hùng đập vào mắt mọi người. Thật đúng là tác phẩm của Cố Khải Chi. Tất cả mọi người thán phục không thôi. Nhưng khi Chu Hồng Viễn đang hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm nói, một bức tranh giả cũng không cần lấy ra làm mất mặt. Nụ cười của Chu Hồng Viễn khựng lại. Nhìn đi. Phát hiện người nói chuyện là Lục Vân, sắc mặt của ông ta trong nháy mắt liền trầm xuống. Số tiểu tử, cậu nói cái gì? Tôi nói, đây là một bức tranh giả. Tranh giả, cậu đùa gì vậy? Chu Vinh còn tức giận hơn cả cha mình, nói, nếu đây là tranh giả, cậu cảm thấy chúng tôi sẽ không nhìn ra hay là cậu cho rằng trình độ giám định và thưởng thức của cậu cao hơn tất cả mọi người ở đây? Những lời này của Chu Vinh, thành công đem thù hận của tất cả mọi người, đều tập trung trên người Lục Vân. Chúng tôi đều không nhìn ra đây là tranh giả, chỉ có cậu nhìn ra, ý tứ không phải là nói trình độ của cậu so với chúng tôi còn cao hơn sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Vân, trong nháy mắt tràn ngập khinh bỉ. Thật không biết con châu chấu này là từ nơi nào nhảy ra, thích làm người nổi tiếng như thế à? Hàn lão cũng trầm mặt nói, nếu hai chị em hai người cố ý tới bới móc, như vậy mời lập tức đi ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Trước đến nay ông ta không dễ dàng tức giận, nhưng tối nay, ông ta đã không giữ được bình tĩnh. Đầu tiên là Liễu Yên Nhi phê bình lung tung bút tích thật của Vân Lộc đại sư, hiện tại lại nhảy ra một Lục Vân, chỉ vào đồ siêu tầm của Chu Hồng Viễn nói là tranh giả. Đây không phải bới móc thì là cái gì? Cho dù tính tình Hàn lão có tốt, cũng không thể tiếp tục khoan dung cho hai người bọn họ, hạ lệnh trục khách ngay tại chỗ. Lục Vân lại cười lạnh nói, tranh giả chính là tranh giả, dù gấp thế nào nó cũng là giả, các ngươi nhìn không ra, chỉ có thể nói rõ các ngươi rác rưởi. Cái gì, dám mắng chúng ta rác rưởi, tiểu tử cậu chán sống rồi à? Đồ vô liêm sỉ, lông cũng không dài mấy cọng, khẩu khí ngược lại rất cuồng. Thanh niên bây giờ, thật sự là thiếu giáo dục. Đủ rồi. Đột nhiên, Hàn lão đại quát một tiếng, chỉ vào Lục Vân hai người nói, hai người, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Một đám cá ương, ở lại đây tôi còn ngại thối, chị Yên Nhi, chúng ta đi. Lục Vân dắt tay Liễu Yên Nhi chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, phía sau lại đột nhiên vang lên thanh âm của Chu Hồng Viễn, đứng lại. Có việc gì? Lục Vân xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn Chu Hồng Viễn. Chu Hồng Viễn thiếu chút nữa tức đến lệch mũi. Nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử ngươi dám nói bộ siêu tập của tôi là tranh giả, nếu không cho lời giải thích, tôi sẽ xé nát miệng cậu. Muốn giải thích đúng không, đơn giản. Lục Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước nhanh về phía bức tranh của Cố Khải Chi, bưng lên một ly trà nóng liền hắt lên. Cậu làm gì? Chu Vinh hét lớn một tiếng, xông lên chuẩn bị liều mạng với Lục Vân, nhưng một giây sau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lục Vân xoa xoa mép giấy tuyên thành ướt át, giấy tuyên thành trong nháy mắt tách ra. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời trong lòng nhảy dựng, đại khái đã hiểu rõ. Lục Vân châm chọc nói, hai tầng giấy tuyên thành, phía dưới tầng này là hàng nhái, phía trên tầng này dùng để làm cũ, rõ ràng hai tầng như vậy mọi người đều nhìn không ra, còn nói không phải rác rưởi là gì. Sắc mặt tất cả mọi người cứng đờ. Trong lòng rất tức giận, nhưng không cách nào phản bác. Ai bảo bọn họ thật sự nhìn lầm chứ? Liễu Yên Nhi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô vốn tưởng rằng Lục Vân cố ý ghê tởm những người này, mới nói đây là đồ dỏm, không nghĩ tới thật đúng là một bức tranh giả. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của những người này, thật sảng khoái. Lúc này, Chu Hồng Viễn đột nhiên nhào tới đoạt lấy bức họa kia, cực kỳ bi thương nói, 3 triệu của tôi. Hắn vì mua bức họa này, ước chừng tốn 3 triệu tệ. Sẽ chờ đến buổi tối hôm nay ở trước mặt mọi người khoe khoang một phen, nhưng ai ngờ, lại mua một bức tranh giả. Tim Chu Hồng Viễn đang rỉ máu. Nhưng mà, càng làm cho hắn hộc máu còn ở phía sau. Bởi vì dính nước trà, bên cạnh giấy tuyên thành cư nhiên chậm rãi hiện ra một hàng chữ nhỏ, mua chúng là đồ ngu. Phốc! Chu Hồng Viễn tức giận công tâm, trực tiếp ngã xuống đất, cả người co quắp, mặt như táo đỏ. Chu Vinh lo lắng hô to, cha! Cha làm sao vậy, bác sĩ Hồ, mau nhìn xem cha tôi làm sao. Một người đàn ông trung niên đeo kính tròn đi ra. Anh ta tên là Hồ Vĩ Bình, cũng là một người yêu thích thư họa, công việc của anh là bác sĩ,
hiện đang nhậm chức ở Bệnh viện Trung y thành phố Giang Thành, là bác sĩ chủ nhiệm khoa châm cứu. Sau khi khám xong bệnh tình của Chu Hồng Viễn, sắc mặt Hồ Vĩ Bình trở nên ngưng trọng vài phần. Cha cậu bởi vì tâm tình quá mức kích động, dẫn đến gan dương hóa phong, quấy nhiễu thanh khiếu, từ đó dẫn đến trúng gió, tình hình vô cùng nguy hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Xung quanh đây cũng không có bệnh viện. Chu Vinh trong nháy mắt luống cuống. Hồ Vĩ Bình suy nghĩ một chút rồi nói, thầy của tôi từng dạy tôi một bộ châm pháp, có lẽ có thể phát huy công dụng, nhưng không nắm chắc lắm. Bác sĩ Hồ, xin ngài thử một lần, tính mạng cha tôi giao cho ngài. Chu Vinh khẩn cầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hồ Vĩ Bình gật gật đầu, sau đó từ trong túi xách tay của hắn, lấy ra mấy cây kim dài 10 cm. Lấy huyệt, nội quan, cực tuyền, thước trạch, ủy trung. Nhìn Hồ Vĩ Bình châm cứu, vẻ mặt Lục Vân hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Cửu chuyển hồi dương châm không phải dùng như vậy. Lục Vân liếc mắt một cái liền nhận ra, Hồ Vĩ Bình thi triển chính là cửu chuyển hồi dương châm pháp, nhưng trong huyệt vị hắn lấy, rõ ràng xuất hiện mấy chỗ sai lầm. Hình 1. Ánh mắt thù hận, nhìn tới. Không riêng gì Chu Vinh, còn có tất cả người yêu thích thư họa ở đây, bao gồm Hàn Lão. Giống như bọn họ đem nguyên nhân Chu Hồng Viễn phát bệnh, toàn bộ quy cho Lục Vân. Đều là bởi vì hắn, một buổi giao lưu hội giờ bởi vì hắn mà bị hủy. Còn có nữ nhân Liễu Yên Nhi đáng chết kia. Sau này hội giao lưu thư họa, nên ngăn chặn hai người bọn họ, đem bọn họ kéo vào sổ đen. Khụ khụ. Đột nhiên một trận ho khan vang lên, Chu Hồng Viễn tỉnh táo lại, màu đỏ thấm trên mặt cũng đã bớt đi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ Vĩ Bình thu hồi châm, thần sắc lạnh như băng nói, vừa rồi, tôi nghe thấy có người nghi ngờ y thuật của tôi. Hắn đã sớm nghe thấy câu nói kia của Lục Vân, nhưng bởi vì đang thi châm, không được phân tâm, cho nên không lập tức bác bỏ ngay. Hiện tại, Chu Hồng Viễn đã tỉnh. Hồ Vĩ Bình rốt cục có thể phân tâm răn dạy Lục Vân. Trình độ chuyên môn của hắn, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đến nghi ngờ. Mọi người xung quanh vốn bất mãn với Lục Vân, thấy Hồ Vĩ Bình so đo với hắn, đều lộ ra vẻ mặt vui sướng khi có người gặp họa. Không phải nói châm pháp của Hồ Vĩ Bình sai sao, hiện tại Chu Hồng Viễn đã tỉnh, xem cậu giải thích như thế nào. Nhưng Lục Vân không có để ý tới ánh mắt châm chọc của mọi người, thản nhiên nói, trong vòng 3 ngày, Chu Hồng Viễn nhất định sẽ ngất xỉu, hơn nữa 7 lỗ xuất huyết, không tới 5 ngày, ông ta sẽ phải chết. Vừa rồi, lúc Hồ Vĩ Bình châm cứu, Lục Vân nhìn rất rõ ràng. Châm cứu sai lầm, đem khí huyết Chu Hồng Viễn dâng lên, một lần nữa áp chế trở về, không loại trừ tận gốc, loại phương pháp này nhất định sẽ có tác dụng ngược. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày Chu Hồng Viễn sẽ phát bệnh lần nữa, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn hôm nay. Lời Lục Vân vừa nói ra, Chu Vinh lập tức hai mắt đỏ ngầu rít gào nói, tên khốn, mày dám nguyền rủa cha tao, tao liều mạng với mày. Hắn tức giận xông về phía Lục Vân. Nhưng lúc này, ánh mắt Lục Vân chợt trở nên lạnh lẽo, nhìn lướt qua hắn nói, nếu cậu muốn chết, cứ động thủ thử xem. Thân thể Chu Vinh chấn động. Bước chân vừa chuẩn bị xông lên, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn bị khí thế của Lục Vân dọa cho sợ. Phế vật. Lục Vân lười lãng phí thời gian với bọn họ, xoay người rời đi, trước khi rời đi, nhìn Hàn Lão một cái. Một đám người mù cổ hủ, Vân Lộc Đại Sư có người sùng bái như các ngươi, đúng là một loại sỉ nhục. Nói xong liền kéo tay của Liễu Yên Nhi, nhanh chóng rời khỏi Hàn gia, mọi người tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Trên đường về, đôi mắt đẹp của Liễu Yên Nhi di chuyển, không ngừng đánh giá Lục Vân. Lục Vân cười khổ nói, chị Yên Nhi, chị làm gì nhìn em như vậy, chẳng lẽ trên mặt của em có chữ? Tiểu Lục Vân, vừa rồi cậu quá ngầu, chị rất thích. Liễu Yên Nhi kiều mị cười, bỗng nhiên, nâng mặt Lục Vân lên, hôn chụt một cái. Mặt dày của Lục Vân có thể so với thép tấm, đỏ lên vài phần. Liễu Yên Nhi tùy tiện nói, cậu đừng nghĩ lệch nha, chỉ là chị quá vui mà thôi. Lục Vân trong lòng cười khổ, em là em của chị, nào dám nghĩ tầm bậy. Thời điểm hai người trở lại biệt thự, đã gần 11 giờ khuya. Bình thường Liễu Yên Nhi cũng giống như các chị em khác, để tiện cho công việc, đều lựa chọn ở gần nơi làm việc. Chỉ có Diệp Khuynh Thành, công ty ở gần, mới có thể thường xuyên về biệt thự. Hiện tại Lục Vân đã trở lại,
Liễu Hiên Nhi cũng chuẩn bị trở về ở chung, cùng lắm thì ngày hôm sau đi làm đường xá xa một chút. Sao về muộn thế? Lúc hai người trở lại biệt thự, Diệp Khuynh Thành đương nhiên còn chưa ngủ. Cô đã tắm rửa xong, trên người mặc chính là chiếc váy ngủ bán trong suốt, vạt áo ren vừa vặn che đi góc đùi. Một đôi chân ngọc trắng nõn nà lộ ra trong không khí, phảng phất là kiệt tác hoàn mỹ nhất thế gian này. Lục Vân không liếc mắt, luôn giữ cho mình duy trì năng lượng tích cực. Chỉ là, một giây sau Diệp Khuynh Thành lại đột nhiên mở to hai mắt nói, tiểu Lục Vân, trên mặt em. Trên má trái Lục Vân, còn lưu lại một vết son môi đỏ tươi, quên lau đi. Liễu Hiên Nhi chột dạ nói, hắc hắc, chị, em đi tắm trước đây. Diệp Khuynh Thành trong nháy mắt hiểu được, ánh mắt có chút u oán, giống như là đánh đổ bình giấm chua. Công bằng một chút, tự mình đưa má phải tới đây, đừng ép chị tự mình động thủ. Diệp Khuynh Thành bá đạo vô cùng. Ngày hôm sau, các chị em đều đi làm. Lục Vân thì gọi một cú điện thoại ra ngoài. Chuyện tối hôm qua, đương nhiên vẫn chưa xong, Lục Vân nhất định phải để cho những người kia, vui lòng xin lỗi chị Yên Nhi. Rất nhanh, một tin tức chấn động nhanh chóng lan ra khắp Giang Thành. Thứ ba tuần này, phòng đấu giá Đông Chính mở cửa, đến lúc đó sẽ có một bức tác phẩm mới của Vân Lộc Đại Sư ra mắt. Tin tức này vừa ra, toàn bộ giới sư tâm ở Giang Thành đều triệt để sôi trào. Tác phẩm mới của Vân Lộc Đại Sư A. Mọi người đều biết, Vân Lộc Đại Sư rất nhiều năm đều không có ra tác phẩm mới, hơn nữa hành tung của hắn quỷ dị, vô số người suy đoán hắn có phải đã qua đời hay không. Hôm nay, tác phẩm mới xuất hiện. Chứng tỏ Vân Lộc Đại Sư còn sống. Có thể tưởng tượng được, tin tức này đối với người trong giới thư họa mà nói, là có bao nhiêu chấn động. Hàn Lão, cha con Chu Hồng Viễn, cùng với đám người Hồ Vĩ Bình mừng rỡ như điên. Trước tiên đã đặt mua vé vào cửa phòng đấu giá Đông Chính ở trên mạng. Không chỉ là Giang Thành, các danh gia siêu tầm ở các thành phố khác cũng đang điên cuồng tranh mua, rất nhanh vé vào cửa liền tiêu thụ hết sạch. Liễu Hiên Nhi bởi vì vừa vặn đang bận xã giao, chờ đến khi nhìn thấy tin tức này, vé vào cửa đã bán hết. Vì điều này mà cô sụ mặt suốt ngày. Cho đến buổi tối trở lại thiệt thự, Lục Vân đột nhiên thần thần bí bí kéo cô vào phòng. Chị Hiên Nhi, chị xem đây là cái gì? Vé vào cửa phòng đấu giá Đông Chính. Tiểu Lục Vân chị yêu cậu muốn chết. Liễu Hiên Nhi hoàn toàn biến thành một cô gái ngốc nghếch, khí thế nữ vương hoàn toàn không có, đè gò má Lục Vân ra hôn lên một cái. Thật khéo, một màn này vừa vặn lại bị Diệp Khuynh Thành nhìn thấy. Vì thế, hai bên má Lục Vân lại xuất hiện hai dấu môi đối xứng. Lục Vân kỳ thật muốn nói, các chị à, hiện tại hắn đã trưởng thành. Mọi người không thể giống như trước kia, tùy tiện hôn mặt của hắn như vậy. Thứ ba, phòng đấu giá Đông Chính. Chớp mắt một cái, người người nhốn nháo, không còn chỗ ngồi. Loại rầm rộ này phỏng chừng chỉ có ở hiện trường buổi biểu diễn của siêu sao Thiên Vương Chu Kiệt Côn mới có thể xuất hiện. Vân Lộc Đại Sư, chính là Thiên Vương siêu sao của giới thư họa. Liễu Hiên Nhi thất kinh nói, tiểu Lục Vân, vị trí này, sao em cướp được thế? Hôm qua lúc cầm vé từ tay Lục Vân, Liễu Hiên Nhi bởi vì quá mức kích động, cho nên không có chú ý tới chỗ ngồi số. Cho đến hôm nay, lúc đến hiện trường mới phát hiện, đó là chỗ ngồi vị trí trung quốc tâm cho khách VIP. Bất luận là ánh sáng, tầm nhìn, hay là độ thoải mái của ghế ngồi, đều điều chỉnh đến tốt nhất. Trước kia người ngồi ở vị trí này, đều là đại gia trong giới thư họa giới đỉnh đỉnh nổi danh siêu tầm, người bình thường căn bản không đủ tư cách ngồi ở chỗ này. Liễu Hiên Nhi đã có thể cảm nhận được có vô số ánh mắt hướng về phía cô, ánh mắt dò xét nghi hoặc, cô rốt cuộc là danh gia nổi tiếng nào. Lục Vân cũng bình tĩnh nói, có thể là vận khí cước chó của em tốt. Tên quỷ này, lừa ai đấy? Liễu Hiên Nhi lườm hắn một cái, cậu có vận khí này thì đi mua vé số đi. Vận khí tốt đến mức mua được hai chiếc ghế liền tốt nhất, Liễu Hiên Nhi mới không tin, hơn nữa cô nghe nói, hàng ghế này đều do phòng đấu giá đặt ra. Căn bản không bán. Lục Vân nhất định là đang nói dối. Nhưng đối mặt với nghi vấn của Liễu Hiên Nhi, Lục Vân chỉ cười cười, không nói gì. Liễu Hiên Nhi cũng không có cách nào với hắn, chỉ có chờ sau khi buổi đấu giá kết thúc, lại kéo hắn lên giường tỉ mỉ thẩm vấn. Giờ phút này, hàng ghế bên dưới cùng, đang có mấy ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm hai bóng lưng bọn họ.
chính là những người tham gia triển lãm hiện vật của Hàn lão tối hôm trước, bị Lục Vân đắc tội. Chu Vinh hừ lạnh nói, ngồi ở vị trí trên, cũng không thấy nóng mông à, hừ. Nói xong hắn xê dịch mông, bởi vì cái ghế hắn ngồi có hơi cứng quá. Cái ghế rác rưởi này, còn có đinh dài. Các vị. Lúc này, người chủ trì lên đài, làm một hồi các tục tệ mở màng, sau đó liền bắt đầu triển lãm vật phẩm đấu giá. Mấy kiện vật phẩm đấu giá phía trước đều là hang thép siêu, mọi người cũng không cảm thấy hứng thú, tất cả mọi người đang chờ đợi kiện vật áp trục cuối cùng kia. Rốt cục, trải qua vài vòng đấu giá vật làm nền, người chủ trì nói, tiếp theo là đấu giá vật phẩm mà mọi người đã chờ mong từ lâu, tác phẩm mới của Vân Lộc Đại Sư. Rào. Toàn trường xôi trào. Những người siêu tầm tranh chữ cuồng nhiệt kia đã bắt đầu ngứa tay khó nhịn, nhịn không được muốn giơ bảng kêu giá. Chỉ thấy một cô gái ăn mặc gợi cảm mát mẻ bưng vật phẩm đấu giá đi lên đài. Người chủ trì cố ý thừa nước đục thả câu nói, chắc hẳn tất cả mọi người rất tò mò, tác phẩm mới của Vân Lộc Đại Sư rốt cuộc là gì, tôi nghĩ, chờ mọi người nhìn thấy tác phẩm này thời điểm, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. MC đừng nói nhảm nữa, mau cho chúng tôi xem đi. Mọi người kêu lên. MC cười cười, lại kéo dài thời gian một hồi, thấy tất cả mọi người đã không nhịn được nữa, mới để cho cô gái gợi cảm xốc tấm vải đỏ lên. Vật phẩm đấu giá rốt cuộc cũng hiện ra trước mặt mọi người. Nhưng mà, khi mọi người nhìn thấy bức tranh này, cũng không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Tác phẩm đích thật là xuất phát từ tay Vân Lộc Đại Sư, nhưng mà... đây không phải là hùng ưng tê thụ đồ sao? Lập tức có người nhận ra. Cô gái gợi cảm triển lãm ra, chính là hùng ưng tê thụ đồ đã xuất hiện rất lâu trước đây rồi. Rõ ràng là một bức tác phẩm cũ, sao có thể nói là tác phẩm mới? Phòng đấu giá đông chính cũng bắt đầu dở trò rồi à? Đây là hành vi lừa gạt, thật quá đáng. Hừ, mặc dù rất khó chịu, nhưng bức hùng ưng tê thụ đồ này, tôi quyết định mua rồi. Mọi người nhao nhao biểu lộ ra tâm tình bất mãn. Bọn họ không phải bất mãn với hùng ưng tê thụ đồ, mà là cảm thấy bất mãn với hành vi lừa gạt này của phòng đấu giá đông chính. Bởi vì cho dù phòng đấu giá không dở trò với tác phẩm mới của Vân Lộc Đại Sư, bọn họ cũng sẽ đến cổ vũ. Nhưng rõ ràng nói là tác phẩm mới, lại lấy ra một bức tranh cũ, cái này có chút đùa bỡn tình cảm mọi người. Là một fan hâm mộ trung thành của Vân Lộc Đại Sư, chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng. Mà khi Hàn Lão nhìn thấy bức tranh này, trong lòng lại đột nhiên run lên. Bức hùng ưng tê thụ đồ này không phải bị mình cất giữ sao, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ bức mình siêu tầm kia là đồ giỏm? Hay là nói, nhà mình bị trộm? Hàn lão nhất thời sinh lòng bất an. Nhưng mà, đối mặt với sự tức giận của đông đảo khách mời, người dẫn chương trình lại không hoảng hốt, cười nói, mọi người đừng nóng vội, bức tranh này đích thật là hùng ưng tê thụ đồ, nhưng cũng đúng là tác phẩm mới của Vân Lộc Đại Sư. Có ý gì? Mọi người khó hiểu. Chẳng lẽ các vị không phát hiện bức hùng ưng tê thụ đồ này có gì khác với trước kia sao? Lời nói của người dẫn chương trình khiến mọi người như có điều suy nghĩ, nhao nhao mở to hai mắt nhìn về phía bức tranh kia. Tôi nhìn ra rồi, là ấn ký màu đỏ trên đỉnh đầu hùng ưng, không thấy nữa. Mọi người vừa nghe, phát hiện quả thật như thế. Bức hùng ưng tê thụ đồ này, kỳ thật ở trên mạng lưu truyền qua rất nhiều ảnh chụp. Cho nên đại bộ phận người yêu thích thư họa đều đã thấy qua. Lúc này vật phẩm đấu giá trong tay cô gái gợi cảm, quả thật có chỗ không giống với lưu truyền trên mạng. Người dẫn chương trình nói, như mọi người thấy, bức tranh này, thực ra là phiên bản chính xác hơn của hùng ưng cư thụ đồ. Bởi vì ấn ký màu đỏ lúc trước là một sai lầm, Vân Lộc Đại Sư cảm thấy không thể qua loa như vậy, vì vậy lại vẽ lại một bản. Giải thích như vậy, trong lòng mọi người thoải mái hơn nhiều. Tôi đã nói rồi, phòng đấu giá đông chính có rất mạnh, căn bản không cần phải lăng xê để nổi tiếng. Kỳ thật ta đã sớm cảm thấy ấn ký màu đỏ phiên bản trước có chút kỳ quặc, quả nhiên không phải chủ ý của Vân Lộc Đại Sư. Vân Lộc Đại Sư thật là người có trách nhiệm, vì trấn an những fan hâm mộ này, còn cố ý vẽ lại một phiên bản, tôi sẽ hâm mộ Vân Lộc Đại Sư cả đời. Đúng đúng đúng, Vân Lộc Đại Sư chính là thần tượng của tôi. Lục Vân nói nhỏ, không cần đâu. Liễu Hiên Nhi khi nghe MC nói xong thì kích động ôm lấy cổ Lục Vân nói, thật sự bị chị nói trúng rồi, tiểu Lục Vân, mau khen chị đi. Lục Vân vừa cười vừa nói, chị Yên Nhi thật giỏi.
hoàn toàn ngược lại với hai người bọn họ, là mấy người ngồi ở dãy cuối cùng sắc mặt đang đen như cái đít nồi. Nhất là Chu Vinh, sắc mặt quả thực so với ăn xít còn khó coi hơn. Đêm hôm đó hắn còn khoa tay múa chân nói gì mà thời gian suy thoái của cuộc đời Vân Lộc Đại Sư, ngay cả Hàn Lão cũng khen hắn là run đũa trong bụng Vân Lộc Đại Sư, không nghĩ tới, hôm nay lại bị mất mặt như vậy. Trong lòng Lục Vân thầm nghĩ, thì ra thứ mình tiện tay vẽ ra thật sự đáng giá như vậy, cũng không biết lão đạo sĩ sư phụ mượn bức tranh này vớt được bao nhiêu tiền. Lục Vân rốt cục cũng tin, mình chính là thiên tài hội họa độc nhất vô nhị. Đang lúc mọi người cho rằng buổi đấu giá kết thúc, chuẩn bị tan cuộc, lại nghe người chủ trì nói, chư vị đừng nóng vội, hôm nay kỳ thật phòng đấu giá của chúng tôi còn chuẩn bị cho các vị một bất ngờ lớn. Ngạc nhiên chưa? Chẳng lẽ còn có cái gì so với phiên bản mới của Hùng Ưng Tê Thụ Đồ càng thêm hấp dẫn sao? Mọi người nhất thời sinh ra hứng thú. Chỉ thấy trên đài kia tên gợi cảm nữ lang lắc lắc cái mông xuống tràng, mà lần thứ hai lên đài thời điểm, đã đổi thành một cái trung niên nam tử. Mọi người xôn xao. Bởi vì người đàn ông trung niên này không phải ai khác, chính là đại lão bản Tôn Thiên Lỗi của phòng đấu giá Đông Chính. Giờ phút này hắn tự mình bưng một kiện vật đấu giá đi tới trên đài. Lần này hứng thú của mọi người càng thêm nồng đậm, muốn nhìn xem đến tột cùng là vật gì, so với Hùng Ưng Tê Thụ Đồ còn chân quý hơn. Người chủ chỉ cười nói, kỳ thật, đây cũng là tác phẩm mới của Vân Lộc Đại Sư, hơn nữa còn là tác phẩm chấn động trước nay chưa từng có. Rào! Cả phòng đấu giá như muốn nổ tung. Hóa ra, Vân Lộc tiên sinh không chỉ vẽ một bức tranh. Những vị khách ảo não vì không cướp được Hùng Ưng Tê Thụ Đồ, một lần nữa dấy lên hy vọng. Các vị, xem cho kỹ nhé. Lần này người đứng trên đài là Tôn Thiên Lỗi, hắn không có vòng vo như tên MC lúc nãy, mà là trực tiếp đem vải đỏ xốc lên, để lộ ra tác phẩm mới này. Nhất thời, bùm, toàn bộ khách đấu giá khiếp sợ. Trong lòng mọi người, đều giống như bị một thanh cự chùy hung hăng va chạm. Chỉ thấy, trên giấy tuyên thành, rõ ràng là một đóa tường vi phấn nộn, nụ hoa sắp nở. Nhưng mà cái này còn không phải kinh diễm nhất, làm người ta thán phục nhất chính là, đó là đóa hoa tường vi, chỉ cần nhìn chằm chằm nó bức tranh 10 giây, thị giác sẽ sinh ra ảo giác kỳ lạ. Chỉ thấy nụ hoa tường vi kia tựa hồ trong nháy mắt có được sinh mệnh, dần dần nở rộ. Đây là độc lạ cỡ nào? Vào giờ khắc này linh hồn mọi người dường như run rẩy. Trên thế giới này có rất nhiều bậc thầy thị giác, tác phẩm của họ thường có thể mang đến hiệu ứng thị giác bất ngờ cho người xem. Trong đó nổi danh nhất có một bức họa chính là, khi nhìn chính diện là một bà lão, khi nhìn ngược lại biến thành một thiếu nữ thanh xuân. Những thứ này đều cần trình độ hội họa cực cao, mới có thể sáng tạo ra tác phẩm như thế. Mà tác phẩm này của Vân Lộc Đại Sư càng thêm cao cấp, từ một bức vốn là trạng thái tĩnh hội họa, biến thành một bức họa sống động. Chỉ trong thời gian 10 giây ngắn ngủn, có thể làm cho người ta cảm nhận được một đóa tường vi hoa kiểu diễm, từ nụ hoa đến nở rộ thành một đóa hoa. Đây quả thực chính là kiệt tác. Có thể tưởng tượng trăm năm sau, bức tranh này của Vân Lộc Đại Sư chắc chắn sẽ phải dùng đến con số tỷ để mua được nó. Sốc! Chấn động trước nay chưa từng có. Tôn Thiên Lỗi giới thiệu, tên bức tranh này, gọi là Sắc Phi Thịnh Thế. Hắn vừa dứt lời. Lập tức! Vị phú thương đã mua Hùng Ưng Tê Thụ Đồ đứng lên nói, không cần kêu giá, tôi ra 20 triệu mua tác phẩm này. 20 triệu. Mọi người hoảng sợ, người có tiền chính là hào soảng, ngay cả giá khởi điểm cũng không hỏi, trực tiếp lấy ra 20 triệu đập vào. Lại có một vị phú thương đứng lên nói, tôi ra 30 triệu. 30 triệu. Mọi người khóe mắt nứt ra. Trực tiếp lấy con số triệu làm cơ sở, từ từ tăng dần lên. Mấy người giàu này quả thật lắm tiền. Ở hội trường đấu giá kỳ thật có rất nhiều tỷ phú, bọn họ ở trận trước không có kêu giá, bởi vì bức Hùng Ưng Tê Thụ Đồ kia mặc dù là tác phẩm mới, nhưng dù sao đã có một bản rồi, đỉnh lắm cũng chỉ đáng giá 8 triệu. Thậm chí ý nghĩa chân quý của bản mới, còn không lớn bằng bản cũ. Nhưng mà, bức Sắc Phi Thịnh Thế này không giống, nó là tác phẩm độc nhất trên đời, 20 triệu chỉ là giá khởi điểm của nó. Các phú thương nhao nhao ra tay, trong nháy mắt, giá cả đã đi tới 80 triệu, hơn nữa còn đang tăng lên, rất có dấu hiệu phá 100 triệu. Những người yêu thích thư họa bình thường ở hiện trường, cũng chỉ có thể nghẹn trong họng, căn bản không chen miệng vào được. Lúc này,
Tôn Thiên Lỗi đột nhiên đè ép bàn tay nói, bức tranh này, chỉ là cho mọi người nhìn mà thôi, cũng không phải là vật đấu giá hôm nay. Ông chủ Tôn, chúng tôi đều là khách quen của phòng đấu giá Đông Chính, cậu làm như vậy không hợp lẽ lắm. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ bất mãn. Bọn họ làm sao lại không biết thủ đoạn của phòng đấu giá, nhất định là lấy ra cho mọi người xem tác phẩm, sau đó ngồi chờ tin tức khuếch tán, không bao lâu nữa, các nơi siêu tầm danh nhân cả nước sẽ chạy tới nơi này. Đến lúc đó, bức tranh này sẽ được bán đấu giá với giá trên trời. Tôn Thiên Lỗi lắc đầu cười khổ nói, đây không phải ý của phòng đấu giá, mà là ý của Vân Lộc Đại Sư. Hắn làm sao không muốn mua tác phẩm này, như vậy bọn họ sẽ kiếm được một khoản lớn. Nhưng lúc Nam Giang Vương đem bức tranh này giao cho hắn đã nói, bức tranh này, chỉ tặng không bán, hơn nữa nghe nói là ý của Vân Lộc Đại Sư, Nam Giang Vương chỉ là thay mặt truyền đạt. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều cúi đầu luyến tiếc. Bỗng nhiên, Tôn Thiên Lỗi nhìn về phía Liễu Yên Nhi, vừa cười vừa nói, Liễu cô nương, mời cô lên đài một chút. Tôi sao? Liễu Yên Nhi sửng sốt một chút, không rõ Tôn Thiên Lỗi sao lại đột nhiên gọi mình. Lục Vân gật đầu nói, đúng vậy chị Yên Nhi, người anh ta gọi là chị, nhanh lên đi. Sau khi xác nhận ánh mắt Tôn Thiên Lỗi lần nữa, Liễu Yên Nhi cũng đi lên đài, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hoang mang. Mọi người phía dưới cũng nghi hoặc khó hiểu. Lúc này, Tôn Thiên Lỗi cung kính nói, Liễu cô nương, Nam Giang Vương đã dặn dò, bức tường vi thịnh thế này, là Vân Lộc Đại Sư đặc biệt vẽ cho một mình cô, mời cô nhận lấy. Nói xong liền đem bức tranh trình lên trước mặt Liễu Yên Nhi. Im lặng, yên tĩnh như tờ. Sau đó, tiếng vỗ tay như sấm. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Liễu Yên Nhi, ngoại trừ hâm mộ, còn có tôn trọng. Phải, tôn trọng. Vân Lộc Đại Sư là thần tượng của bọn họ, mà Liễu Yên Nhi cũng là người duy nhất đạt được Vân Lộc Đại Sư tặng tranh, hơn nữa còn là một bức kiệt tác trên đời như vậy. Điều này nói rõ, ở Vân Lộc Đại Sư trong mắt, nữ tử này vô cùng được kính trọng. Cho nên, bọn họ làm sao dám không tôn trọng Liễu Yên Nhi. Điều này cũng giải thích, vì sao một bộ mặt xa lạ như Liễu Yên Nhi, lại có tư cách ngồi ở ghế khách quý. Hóa ra hết thảy đều là Vân Lộc Đại Sư an bài. Giờ phút này, Liễu Yên Nhi đứng ở trên đài đấu giá, hai tay cầm tranh Vân Lộc Đại Sư tặng, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Cô khó có thể tin, Vân Lộc Đại lại vì mình mà vẽ một bức tranh độc đáo như vậy. Cô có tài đức gì chứ? Giờ khắc này Liễu Yên Nhi, không còn là nữ vương Tường Vi quyến rũ động lòng người, cũng không phải sát thủ mặt lạnh Dạ Tường Vi, nàng chỉ là một cô gái theo đuổi ngôi sao bình thường, được thần tượng trả lời mà thôi. Đồng thời, cô cũng là chị ba mà Lục Vân kính trọng nhất, Liễu Yên Nhi. Tất cả những điều này đương nhiên là do Lục Vân an bài. Tối hôm trước, chị Yên Nhi bị chọc giận ở nhà Hàn Lão, những người cổ hủ kia cho rằng, chị Yên Nhi không có tư cách tham gia với bọn họ. Vậy thì cho các ngươi không thể bước vào thế giới hội họa được nữa. Tôi sẽ đích thân chế tạo một bữa tiệc thịnh soạn, để các ngươi mở to mắt chó nhìn xem, ai mới thật sự là đỉnh lưu. Trong lúc nhất thời, vô số nhà siêu tầm nổi tiếng chủ động lấy lòng Liễu Yên Nhi, nhao nhao mời nàng đi tham quan hiện vật thư họa của mình. Thậm chí có một vị phú thương gia giá hàng tỷ, muốn mua bức tường vi thịnh thế trong tay Liễu Yên Nhi, nhưng bị Liễu Yên Nhi cự tuyệt. Vị phú thương kia cũng không tức giận, chỉ là có chút tiếc nuối đưa ra danh thiếp của mình, hy vọng có thể cùng Liễu Yên Nhi kết giao bằng hữu. Mục đích bọn họ làm như vậy, đơn giản là muốn thông qua Liễu Yên Nhi, kết bạn Vân Lộc Đại Sư. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Liễu Yên Nhi nhất định quen biết với Vân Lộc Đại Sư, hơn nữa còn rất quen thuộc, nếu không Vân Lộc Đại Sư sẽ không ẽ tranh tặng cô. Sau hôm nay, chỉ sợ tất cả những người yêu thích thư họa đều sẽ nhớ kỹ cái tên Liễu Yên Nhi này. Nhớ kỹ cô là người vô cùng quan trọng của Vân Lộc Đại Sư. Cha con Hàn Lão, Hồ Vĩ Bình, Chu Hồng Viễn, chỉ có thể đứng xa xa ngoài đám người, nhìn Liễu Yên Nhi bị vô số danh gia siêu tầm vây quanh, tâm tình vô cùng chua xót. Vốn bọn họ là có cơ hội kết giao với Vân Lộc Đại Sư nhất, kết quả tự mình đã đánh mất. Nghĩ tới đây, mấy người bọn họ ném tới ánh mắt phẫn nộ về phía Chu Vinh. Đều tại cái tên chó này. Nếu đêm hôm đó không phải hắn nhằm vào Liễu cô nương, chúng ta sớm đã làm quen được với Vân Lộc Đại Sư rồi. Còn run đũa trong bụng Vân Lộc Đại Sư, con mẹ nó ngươi chính là giòi bọ trong hố phân. Phù phù,
Chu Hồng Viễn hối hận không kịp, đột nhiên thân thể co quắp một trận, ngã xuống đất, toàn bộ khuôn mặt lại đỏ thẫm. Ba. Chu Vinh quát to một tiếng. Hồ Vĩ Bình lập tức phản ứng lại, lấy túi châm cứu của hắn ra thi châm cho Chu Hồng Viễn, thủ pháp giống như tối hôm trước. Tuy nhiên, lúc này đây Chu Hồng Viễn chẳng những không tỉnh, ngược lại co quắp càng thêm lợi hại, thậm chí thất khiếu cũng bắt đầu phun máu. Tại sao có thể như vậy? Ông nói cho tôi biết, tại sao lại như vậy? Chu Vinh túm lấy cổ áo Hồ Vĩ Bình, lớn tiếng gào thét. Hồ Vĩ Bình cũng luống cuống, loại tình huống này trước kia hắn chưa từng gặp qua. Tôi cũng không biết, rõ ràng tối hôm trước châm cứu cũng có hiệu quả, sao hôm nay lại? Tôi gọi điện thoại cho thầy tôi. Gọi điện thoại cho mẹ ông, chờ thầy ông tới, ba tôi đã lạnh từ lâu rồi. Chu Vinh phẫn nộ một quyền đánh về phía Hồ Vĩ Bình, đem kính mắt của hắn đánh rơi xuống, ngã nát bét. Đột nhiên, Chu Vinh nhìn thấy Lục Vân, vừa lăn vừa bò chạy tới, Lục tiên sinh, ba tôi ông ấy. Ba tôi ông ấy sắp không được rồi, xin anh cứu ba tôi. Lục Vân lại là nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, người nào đó không phải không cho tôi nghi ngờ y thuật của hắn sao? Hồ Vĩ Bình con mẹ nó chính là một lang băm, Lục tiên sinh, ngày đó tôi không nên gây chuyện với ngài, không nên không tin ngài, ngài muốn trừng phạt như thế nào đều được, nhưng nhất định phải cứu sống ba tôi, cầu xin ngài. Chu Vinh này tuy rằng miệng hỗn, nhân phẩm cũng không tốt, nhưng ở phương diện hiếu đạo, quả thật so với một số người còn tốt hơn nhiều. Thấy Lục Vân không đáp lại, hắn lại chạy đến trước mặt Liễu Yên Nhi dập đầu. Liễu cô nương, đêm hôm đó là do cái mồm thối của tôi gây ra, cầu xin cô tha thứ cho tôi. Hàn lão cũng giúp đỡ cầu tình nói, dù sao cũng là mạng người, Liễu cô nương, tôi xin cô khuyên nhủ Lục tiên sinh một tiếng. Mạng người. Liễu Yên Nhi là sát thủ mặt lạnh, quả thật đã từng giết vài người, nhưng đó đều là ác nhân tội ác tày trời. Chu Hồng Viễn cũng không phạm phải sai lầm lớn gì. Hơn nữa, trước đêm hôm đó, Hàn lão vẫn luôn đối với mình rất chiếu cố, đối với lời thỉnh cầu của ông ta, Liễu Yên Nhi cũng không muốn thờ ơ. Tiểu Lục Vân. Liễu Yên Nhi vừa định mở miệng, Lục Vân liền cười nói, chị Yên Nhi, em hiểu. Nói xong hắn liền đi về phía Chu Hồng Viễn, một cước đá văng Hồ Vĩ Bình đang chặn đường, mở to mắt chó của ông ra, đây mới là cửu chuyển hồi dương châm. Chỉ thấy Lục Vân rút toàn bộ kim tiêm trên người Chu Hồng Viễn ra, đâm lại một lần nữa. Động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Hơn nữa thần kỳ nhất chính là, mỗi một lần hắn nhấc châm, mũi kim đều sẽ bộc phát ra một đạo run rẩy. Thủ pháp này, thấy một màn như vậy, đồng tử Hồ Vĩ Bình co rút lại kịch liệt, vẻ mặt hoảng sợ. Thủ pháp châm cứu như vậy, ngay cả thầy của ông ta, cũng theo không kịp a. Vị Lục tiên sinh trước mắt này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phốc! Lục Vân châm cứu xong, đột nhiên thấy Chu Hồng Viễn nôn ra một ngụm máu đen, đây đều là máu tụ mà Hồ Vĩ Bình sử dụng châm pháp sai lầm áp chế xuống cho hắn. Cha, cha sao rồi? Chu Vinh vội vàng nhào tới bên cạnh Chu Hồng Viễn. Chu Hồng Viễn thở phào nhẹ nhõm nói, cảm giác tốt hơn nhiều, ngực cũng không còn đau đớn như trước, cảm ơn Lục tiên sinh. Cảm ơn Lục tiên sinh. Cảm ơn Liễu cô nương. Chu Vinh lại quỳ trên mặt đất dập đầu với hai người. Lục tiên sinh. Ngay khi Lục Vân chuẩn bị cùng Yên Nhi tỷ rời khỏi phòng. Đấu giá, Tôn Thiên Lỗi đột nhiên đi tới. Vị cầm quyền Tôn gia này, khi đối mặt với Lục Vân, lộ ra vẻ mặt tôn kính. Hẳn cũng không biết Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân, cũng không biết hẳn là Vân Lộc Đại Sư, bởi vì bất kể là Vân Thiên Thần Quân hay là Vân Lộc Đại Sư, đều là Nam Giang Vương thay mặt chuyển lời. Vậy Tôn Thiên Lỗi vì sao tôn kính Lục Vân như vậy? Cuối cùng vẫn phải nhắc đến ngày họp báo sản phẩm mới của tập đoàn Khuynh Thành. Lần đó Nam Giang Vương tìm người cầm quyền của những gia tộc này, nói cho bọn họ biết, nam nhân sau lưng Diệp Khuynh Thành là Vân Thiên Thần Quân, hy vọng bọn họ có thể tỏ chút thành ý. Bọn họ đều biết Nam Giang Vương có một huynh trưởng, là thủ hạ của Vân Thiên Thần Quân, lời nói của hắn độ tin cậy là vô cùng cao. Hơn nữa tự bản thân Nam Giang Vương cũng đưa ra đơn đặt hàng 50 tỷ, chuyện này càng làm độ tin tưởng tăng thêm mấy bậc. Đặt cược đơn hàng 1 tỷ vào chỗ này, đương nhiên là có giá trị. Mà ngày họp báo sản phẩm mới, Tôn Thiên Lỗi ở hiện trường, biết Lục Vân và Diệp Khuynh Thành là quan hệ chị em, nói cách khác, Lục Vân rất có thể là em vợ của Vân Thiên Thần Quân. Cho nên,
Tôn Thiên Lỗi tự nhiên sẽ tôn kính Lục Vân. Những người cầm quyền gia tộc khác cũng nghĩ như thế, ngoại trừ Từ Quốc Bân. Ngày đó Từ Quốc Bân đối mặt với lửa giận của Lục Vân đã cảm nhận được khí thế không giống với người bình thường của hắn. Đó là một cỗ khí phách vương giả quân lâm thiên hạ. Lại kết hợp với thái độ của đám người Nam Giang Vương, Từ Quốc Bân suy đoán, Lục Vân căn bản không phải là em vợ của Vân Thiên Thần Quân, mà là Vân Thiên Thần Quân chính tông. Nhân gian có câu, có đôi khi kẻ thù còn hiểu rõ mình hơn so với bằng hữu của mình. Từ Quốc Bân xem như đặt cược đúng chỗ, nhưng phải xem dùng như thế nào. Mà lúc này, Tôn Thiên Lỗi đi đến bên cạnh, Lục Vân cũng dùng thái độ ôn hòa trả lời, Tôn gia chủ có chuyện gì sao? Hẳn có thể nhìn ra, Tôn Thiên Lỗi chắc chắn có việc nhờ giúp đỡ. Lục Vân cũng không phải là người máu lạnh, sự lạnh lùng của hẳn chỉ nhằm vào kẻ địch. Chỉ cần đối phương tôn trọng mình, Lục Vân tự nhiên cũng sẽ tôn trọng hắn. Tôn Thiên Lỗi vừa cười vừa nói, Lục tiên sinh, vừa rồi tôi thấy cậu thi châm cứu sống người kia, xin hỏi cậu là bác sĩ sao? Lục Vân gật đầu, xem như vậy đi, chẳng lẽ trong nhà Tôn gia chủ có người bệnh? Không giấu Lục tiên sinh, thật ra là cha tôi bị bệnh, đã 3 ngày không ăn cơm, cho nên tôi muốn mời Lục tiên sinh xem giúp. Có thể. Lục Vân đồng ý, sau đó để cho chị Yên Nhi tự mình đi về trước, mà hẳn thì đi theo Tôn Thiên Lỗi tới Tôn gia. Tôn lão gia tử nằm trên giường bệnh, bụng phồng lên như là nhét 2 quả bóng rổ, trong miệng không ngừng thở dài, có vẻ vô cùng sầu lo. Tôn gia đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng. Lục Vân lấy tay ấn bụng ông cụ nhất thời kêu lên. Trong lòng Lục Vân đã tính toán, nhưng còn chưa bắt đầu trị liệu. Ngoài cửa bỗng nhiên một người có nét mặt vô cùng lo lắng xông vào. Anh cả, em mời Khâu thần y tới đây, mau để ông ấy chữa bệnh cho cha. Người này, tướng mạo có vài phần giống với Tôn Thiên Lỗi, chính là lão nhị Tôn gia Tôn Thiên Quý. Mà đi sau Tôn Thiên Quý, có một ông già gầy gò, mắt chuột mày kiếm ước chừng 60 tuổi xách theo hòm thuốc đi vào. Đừng nhìn lão già này có vẻ ngoài xấu xí, nhưng trình độ y thuật ở Giang Thành là số 2 thì không ai số 1. Được mọi người trong giới gọi là nhất tế khởi kha thánh thử. Cái gọi là nhất tế khởi kha, chính là chỉ dùng một phương thuốc là có thể làm cho người bệnh khỏi bệnh. Nhưng mà, khi nghe được tin tức Khâu thần y tới, Tôn Thiên Lỗi lại nhướng mày, nghĩ thầm trong bụng lão già chết tiệt này, thời điểm nên tới không tới, sao lại đến vào lúc này. Thì ra lúc lão gia tử vừa mới phát bệnh, hai anh em bọn họ đã đi mời Khâu thần y ra tay, nhưng lão gia hỏa này lại cố ý kéo dài. Còn nói cái gì bệnh không nặng không trị. Không còn cách nào khác, bọn họ đành phải tìm bác sĩ khác, kết quả đều bó tay. Mà Khâu thần y tới vào lúc này, đoán chừng là xem thời gian kéo đủ dài rồi, tiền khám đương nhiên là tùy ông ta nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Trong lòng Tôn Thiên Lỗi đương nhiên không thoải mái. Chỉ là hẳn còn chưa nói gì, Khâu thần y lại hất mặt nói các người có ý gì. Khinh thường Khâu mỗ tôi thì đừng mời tôi tới. Hẳn là nhìn thấy Lục Vân đang chẩn bệnh cho Tôn lão gia tử, trong lòng ông ta khó chịu. Tôn Thiên Quý cũng không nghĩ tới anh cả đã mời tới một vị bác sĩ tới, hắn sửng sốt một chút, nhưng mà nhìn Lục Vân tuổi trẻ như vậy, thì càng thêm tin tưởng y thuật của Khâu. Thần y, Khâu thần y, đây là một hiểu lầm, ngài đừng nóng giận, thật sự là bởi vì bận rộn không có thời gian đến khám bệnh, cho nên chúng tôi mới tìm bác sĩ khác, chúng tôi cũng không thể nhìn cha tôi chết mà không cứu. Tôn Thiên Quý sợ Khâu thần y quay mặt bỏ đi, vội vàng kéo ông ta lại giải thích không ngừng. Khâu thần y hừ lạnh một tiếng nói, cho nên cậu đang trách tôi không chịu tới sớm sao? Không dám, Khâu thần y đồng ý đến khám bệnh cho cha tôi đã rất cảm kích rồi. Như thế này còn được. Khâu thần y nói, muốn tôi ra tay cứu chữa cũng được, tiền khám gấp đôi. Cái gì? Tôn Thiên Quý vội la lên, Khâu thần y. Lúc trước chúng ta không phải đã bàn bạc xong tiền khám bệnh rồi sao, sao bây giờ lại muốn tăng gấp đôi? Hừ, hiện tại tình hình đã thay đổi. Khâu thần y khinh miệt liếc Lục Vân một cái, sau đó tiếp tục nói với Tôn Thiên Quý. Nếu như không có tiểu tử này ở đây, tiền khám bệnh có thể không thay đổi, nhưng các ngươi mời tiểu tử này tới, chính là không tín nhiệm Khâu mỗ ta, tiền khám bệnh phải tăng gấp đôi. Tôn Thiên Quý nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà Tôn Thiên Lỗi đứng ở một bên, đã sớm giận không kiềm được, đang chuẩn bị để Khâu thần y cút ra ngoài, lại nghe Lục Vân nói, để ông ta trị trước đi.
Tôn Thiên Lỗi không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè nén lửa giận, thanh âm trầm thấp nói với Khâu Thần Y, tiền khám bao nhiêu cũng không thành vấn đề, chỉ cần ông có thể chữa khỏi bệnh của cha tôi. Lúc này Khâu Đồng Nhân mới giả vờ đặt hòm thuốc xuống, bắt mạch cho ông cụ, vừa không quên châm chọc Lục Vân. Tiểu tử, hôm nay cậu may mắn thấy Khâu Mỗ ra tay, có thể trở về thắp hương cảm tạ 18 đời tổ tông nhà cậu rồi. Xoẹt 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 tô. Chỉ thấy hẳn nhanh chóng viết ra một phương thuốc, đưa cho Tôn Thiên Quý nói, đi mua những dược liệu đông y này, xong nấu lên, lấy 500ml nước, cặn bã không cần. Tôn Thiên Quý lập tức làm theo. Cách Tôn gia có một cửa hàng thảo dược Trung Quốc, Tôn Thiên Quý rất nhanh đã mua dược liệu về. Nấu xong, một chén thuốc đông y đen tuyền bưng lên. Khâu Đồng Nhân tự tin nói, chỉ cần uống chén thuốc này, Tôn lão gia tử lập tức có thể thuốc đến bệnh trừ. Tôn Thiên Quý tin tưởng không nghi ngờ gì. Nhưng khi hắn chuẩn bị đút thuốc cho lão gia tử, lại gặp khó khăn. Khâu Thần Y, bây giờ cha tôi uống thuốc là nôn, thuốc. Này căn bản là không cho vào miệng được. Còn có chuyện như này. Khâu Thần Y nhíu nhíu mày, tự mình cầm thìa đút thuốc cho Tôn lão gia tử, quả nhiên vừa đưa đến trong miệng, ông ta liền phun ra. Tôn lão gia tử, thuốc này ông nhất định phải uống. Không uống thuốc bệnh của ông làm sao có thể khỏi đây. Tôn lão gia tử hiện tại là không dùng được sức, nếu có thể dùng được sức, khẳng định giơ tay cho Khâu Thần Y một cái bạt tai. Uống cái con mợ nhà ông chứ uống, ông cho rằng tôi không muốn uống sao, thật sự là thân thể không cho phép. Hiện tại ngay cả uống nước Tôn lão gia tử cũng thấy khó. Khan, Khâu Thần Y còn ra sức cho ông ta uống thuốc, đây không phải là bữa ồn cười sao. Thấy Tôn lão gia tử một mực không chịu uống thuốc, Khâu Thần Y trong lòng cũng có chút khó chịu. Tiếp tục như vậy cũng không được, ta đường đường là, nhất tế khởi kha thánh thử, cái danh hiệu này cũng không thể cứ như vậy mà bị hủy được. Khâu Thần Y cau mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới một biện pháp, nói, để tôi ấn bụng Tôn lão gia tử, sắp xếp khí cơ, nói không chừng có thể uống thuốc. Nói xong, Khâu Thần Y liền dùng thủ pháp massage đông y chuyên nghiệp của mình. Giúp Tôn lão gia tử xoa bụng. Ôi, con mẹ nó mày ấn chỗ nào vậy? Tôn lão gia tử vốn là một chút khí lực cũng không dùng được, kết quả bị Khâu Thần Y ấn như vậy, trực tiếp đau từ trên giường nhảy dựng lên, một cái tát tát vào mặt ông ta. Trong nháy mắt Khâu Thần Y liền bối rối. Tôn Thiên Quý vội vàng xin lỗi nói, Khâu Thần Y, cha tôi không cố ý, nhất định là vì đau quá nên mới phản ứng theo. Bản năng. Khâu Thần Y cũng không tức giận với một bệnh nhân, chỉ có thể ăn một bụng bực tức vào người. Thuốc này cũng không uống, massage cũng không cho ấn, bệnh này còn trị thế nào? Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải lật thuyền trong mương, chỉ làm được có vậy? Lúc này, Lục Vân ở một bên trầm mặc hồi lâu đột nhiên. Châm chọc mở miệng, tôi thấy ông ra vẻ, còn tưởng rằng có. Bao nhiêu ghê gớm, hóa ra cũng chỉ là phế vật. Phế vật. Khóe miệng Khâu Đồng Nhân giật giật, quay đầu hung tợn trừng Lục Vân, đồ không có giáo dưỡng, cậu là bác sĩ của bệnh viện nào? Ông ta vừa mới nghẹn một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, vừa lúc Lục Vân chủ động đụng vào họng súng, vì thế liền trở thành chỗ phát tiết của ông ta. Chỉ cần Lục Vân dám nói ra hắn ở bệnh viện nào, Khâu Thần Y có thể dựa vào sức ảnh hưởng của mình trong giới trung y giang thành, đập bể bát cơm của Lục Vân. Tuy nhiên, ông ta vừa dứt lời. Đột nhiên vang lên một tiếng bạt tai. Bốp! Khâu Thần Y lảo đảo một cái, cả giận nói, Tôn gia chủ, cậu đây là có ý gì? Người ra tay chính là Tôn Thiên Lỗi. Hẳn đã sớm thấy Khâu Thần Y khó chịu, nếu không phải. Lục Vân nói hắn nhẫn nại thêm một lát, hắn làm sao có thể để Khâu Thần Y ở lại đến bây giờ? Chỉ nghe Tôn Thiên Lỗi lạnh mặt nói, nếu ông còn dám bất kính với Lục tiên sinh, tôi bẻ gáy dọ ông đấy. Khâu Thần Y nhất thời tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào Tôn Thiên Lỗi mắng, hay cho cái đồ đê tiện, không có tôi xem cha cậu chữa trị như thế nào. Cái này không phiền ông hao tâm tổn trí. Tôn Thiên Lỗi lạnh lùng quét mắt nhìn Khâu Thần Y, sau. Đó nhìn về phía Lục Vân, cung kính nói, Lục tiên sinh, bệnh của cha tôi, xin nhờ anh. Lục Vân gật đầu. Khâu Thần Y lại nhìn không được lớn tiếng cười nhạo nói, ha ha ha. Cậu trông cậy vào đồ lang băm này có thể chữa khỏi bệnh cho cha cậu sao? Bốp, Khâu Thần Y lại bị một cái tát đánh ngã xuống đất. Có vài người, hễ mở miệng là mảng người, làm người có văn hóa khó vậy sao?
Khâu Thần Y mặt nóng rát đau đớn, nhưng đối mặt với Tôn Thiên Lỗi cao lớn, cũng không dám đánh trả. Nhưng mà lần này ông ta lại học được một bài học, không lên tiếng nữa. Mà sở dĩ ông ta không có rời đi, là bởi vì ông ta muốn tận mắt nhìn cái tên họ Lục làm sao chữa bệnh cho Tôn lão gia tử. Ruồi bọ rốt cục không ong ong kêu loạn nữa, hiện trường yên tĩnh trở lại. Lục Vân nhìn chằm chằm lão gia tử trên giường bệnh một hồi, không kê đơn, cũng không thi châm, mà là đột nhiên hỏi, Tôn Thiên Lỗi một vấn đề, cha anh bình thường có yêu thích gì? Yêu thích? Tôn Thiên Lỗi sửng sốt một chút, Lục tiên sinh là nói về phương diện nào? Đồ cổ tranh chữ cũng được. Cha tôi rất thích sưu tầm đồ cổ, trong thư phòng của ông có bày mấy món đồ sứ Thanh Hoa đời nguyên. Đầu lấy lại đây đi. Tôn Thiên Lỗi không biết Lục Vân muốn làm gì, nhưng vẫn dựa theo phân phó của hắn, cầm sứ Thanh Hoa tới. Khâu Đồng Nhân đứng một bên cười lạnh, muốn nhìn xem tiểu tử họ Lục này rốt cuộc đang làm trò hề gì. Tôn lão gia tử, những đồ sứ Thanh Hoa này phẩm chất không tệ, hẳn là phí của ông không ít công sức mới thu thập được. Lục Vân cầm đồ sứ Thanh Hoa, quơ quơ trước mặt Tôn lão gia tử. Tôn lão gia tử cười khổ nói, Lục tiên sinh, cậu đây là ý gì? Nếu như là bình thường, ông ta sẽ vô cùng vui vẻ cùng Lục Vân đàm luận về đồ sứ đồ cổ, nhưng hiện tại nửa cái mạng cũng sắp không còn, ai còn có tâm tình này đây? Cũng không biết Lục Vân nghĩ như thế nào. Hai huynh đệ Tôn Thiên Lỗi Tôn Thiên Quý cũng hoang mang nhìn nhau. Khâu Thần Y hừ lạnh một tiếng nói. Đúng là kỳ quặc. Lúc này, chỉ thấy khóe miệng Lục Vân đột nhiên toát ra một nụ cười nham hiểm, nói ra. Tôn lão gia tử, sở thích của ông là sưu tầm đồ cổ, mà tôi thì ngược lại, tôi thích ném đồ cổ. Nói xong hẳn ở ngay trước mặt Tôn lão gia tử, đem sứ Thanh Hoa trong tay ném xuống đất. Đồ sứ Thanh Hoa rơi xuống đất, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Sắc mặt hai huynh đệ Tôn Thiên Lỗi nhất thời liền thay đổi. Bình thường lão gia tử thích nhất chính là mấy thứ này, mỗi ngày đều phải dùng vải bông lau chùi nhiều lần, so với số lần lão tự chùi mông còn nhiều hơn. Lần này thì tốt rồi, Lục Vân trực tiếp ném một cái nát bét. Cái này đâu phải là ném sứ Thanh Hoa, rõ ràng là ném Tôn lão gia tử vào cửa môn quan. Tên điên này, là chê cha tôi bệnh còn chưa đủ nặng sao? Dám ném đồ cha tôi sưu tầm, tôi phải làm thịt ngươi cậu. Tôn Thiên Quý phẫn nộ rít gào một tiếng. Xông lên chuẩn bị đánh Lục Vân, kết quả lại bị Tôn Thiên Lỗi ngăn lại. Đừng xúc động, Lục tiên sinh làm như vậy, nhất định có đạo lý của cậu ấy. Sắc mặt Tôn Thiên Lỗi cũng rất khó coi, không rõ Lục Vân vì sao phải làm như vậy, nhưng hẳn lựa chọn nhẫn nại. Tôn Thiên Quý vẻ mặt khó hiểu quát, anh cả, chẳng lẽ anh còn nhìn không ra sao, tiểu tử này rõ ràng là cố ý chọc cha chúng ta tức giận, sao anh còn che chở cậu ta? Tôn Thiên Lỗi trầm mặc không nói. Chuyện cho tới bây giờ hắn có thể có biện pháp gì đây, đắc tội lại đắc tội không nổi, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lục Vân. Mà lúc này, Lục Vân đã giơ lên món đồ sứ Thanh Hoa thứ hai, làm bộ lại muốn đập xuống. Khóe mắt Tôn Thiên Quý nứt ra, cũng không thể tiếp tục khoan dung Lục Vân làm bậy, một bước dài xông lên đoạt lấy bình sứ kia. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Tôn lão gia tử trên giường bệnh vẻ mặt tức giận, xoay người đứng lên chuẩn bị mắng to Lục Vân. Nhưng vừa mới mở miệng, lại đột nhiên phun ra một đống thức ăn vừa chua vừa thối trong dạ dày. Cái bụng trống giống như quả bóng rổ kia cũng xẹp xuống. Hóa ra, bệnh của Tôn lão gia tử là do tỳ thất hiện vận dẫn đến chứng bụng, tích trữ thực phẩm không tiêu hóa được. Trong Đông y ngũ hành học thuyết, tỳ thuộc thổ, can thuộc mộc, mộc khắc thổ. Lục Vân cố ý chọc giận Tôn lão gia tử, khiến cho gan mộc. Chỉ hỏa thiêu đốt, tỳ thổ mất đi khắc chế. Cho nên mới dẫn đến nôn mửa. Không cần uống thuốc không cần châm cứu, đã chữa khỏi bệnh cho lão gia tử. Hai huynh đệ Tôn gia trong nháy mắt trợn mắt há hốc. Mồm! Vừa rồi ông cười rất vui vẻ nha. Lúc này, Lục Vân đột nhiên đi tới bên cạnh Khâu Thần Y, vỗ một cái vào gáy. Vừa rồi, lúc Lục Vân đập đồ sứ Thanh Hoa, Khâu Thần Y là cười vui vẻ nhất, thậm chí còn nói một câu, đập bể hết những thứ này cũng không chữa được bệnh đâu. Mấy cậu là đang xem khỉ diễn xiếc mà thôi. Bởi vì lúc ấy thanh âm ồn ào, những người khác không nghe thấy, hoặc là nói tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở đồ sứ Thanh Hoa, nên không chú ý nghe. Nhưng Lục Vân nghe thấy. Hẳn đường đường là Vân Thiên Thần Quân, còn có thể bị người mắng thành đồ lang băm. Điều này tuyệt đối không thể nhịn.
Vì thế Lục Vân vung tay tát vào gáy Khâu Thần Y, hơi dùng sức một chút. Chỉ thấy Khâu Thần Y lảo đảo nhào về phía trước, thật khéo, vừa vặn ngã vào bãi nôn của Tôn lão gia tử, lại thật khéo, ăn vào một. Tư vị này, quá là sảng khoái. Tôn Thiên Lỗi thật sự không nhìn nổi nữa, vội gọi hai vệ sĩ tới, kéo Khâu Thần Y ra ngoài. Lục tiên sinh, thật ngại quá, vừa rồi thiếu chút nữa hiểu lầm cậu. Tôn Thiên Quý vẻ mặt áy náy nói. Thật sự vừa rồi thiếu chút nữa, hắn sẽ động thủ với Lục. Vân, may mà lão gia tử nôn đúng lúc. Lục Vân thờ ơ nói, không sao, con yêu cha là chuyện thường. Tiếp theo Lục Vân lại nhìn về phía Tôn lão gia tử, cười nói, lão gia tử, ông không trách tôi đập bảo bối của ông chứ. Ha ha, không thể nào, Lục tiên sinh cứu mạng tôi, sao tôi còn dám trách tội Lục tiên sinh. Tôn lão gia vội vàng cười xua tay. Tuy rằng nát một món đồ sứ thanh hoa, rất đau lòng, nhưng mạng của mình lại nhặt về, có lời quá đi chứ. Tôn Thiên Lỗi vẻ mặt tôn kính nói, Lục tiên sinh, về tiền khám bệnh, cậu cứ mở miệng. Không cần, dù nói thế nào tôi cũng làm hỏng đồ cổ của cha anh, tiền khám bệnh cũng không nhận, chỉ cần Tôn gia các anh sau này ủng hộ tập đoàn Khuynh Thành của chị tôi là được. Lục Vân sang sảng nói xong, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi Tôn gia. Nhìn bóng lưng hào hiệp của Lục Vân, Tôn Thiên Lỗi mãnh liệt cắn răng một cái, làm ra một quyết định thật lớn. Lập tức triệu tập hội nghị gia tộc, tôi muốn tuyên bố, sau này tất cả các kênh tiêu thụ của Tôn gia chúng ta đều chỉ phục vụ cho sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành. Anh cả, như vậy có phải quá mạo hiểm không? Tôn Thiên Quý lo lắng nói. Tất cả các kênh tiêu thụ đều chỉ phục vụ sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành, có nghĩa là Tôn gia bọn họ hoàn toàn cùng tập đoàn Khuynh Thành buộc vào một sợi dây thừng. Đó là một hành động vô cùng mạo hiểm. Một khi tập đoàn Khuynh Thành gặp chuyện không may, Tôn gia bọn họ sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Những người làm ăn như chúng ta, có ngày nào đó không phải đang mạo hiểm. Tôn Thiên Lỗi tâm ý đã quyết, lại nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử hướng hắn gật đầu nói, nếu cha đã đem gia tộc giao cho con có bất kỳ quyết định nào cha đều ủng hộ, huống hồ. Cha cũng cảm thấy Lục tiên sinh không phải ếch trong ao, tương lai nhất định có thể mưa gió hóa rồng. Lục tiên sinh, ánh mắt Tôn Thiên Lỗi híp híp lại, thúc đẩy hẳn ra quyết định này, cũng không chỉ vì chuyện vừa rồi mà còn có, người đàn ông thần bí phía sau kia. Lục Vân trở lại biệt thự. Liễu Yên Nhi cười cười hỏi, tiểu Lục Vân, cậu nói xem, sao lại Vân Lộc Đại Sư đột nhiên lại tặng cho chị một bức tranh? Vấn đề này chị hẳn là đi hỏi Vân Lộc Đại Sư. Hừ hừ, cậu đừng cho là chị ngốc nha, thành thật khai báo mau, có phải cậu có chuyện gạt chị hay không? Được rồi, em thừa nhận, là em thỉnh cầu Vân Lộc Đại Sư vẽ bức tường vi thịnh thế kia. Còn không chịu nói thật. Liễu Yên Nhi kéo Lục Vân vào phòng, chỉ vào mấy tờ giấy tuyên thành nhăn nhúm trên bàn nói, chị đã lật qua thùng rác của cậu, ngoại trừ có mấy cục giấy vệ sinh kỳ quái, còn lại chính là những thứ này. Lục Vân nhất thời im lặng, chị Yên Nhi, chị là chó sao? Người đứng đắn ai lại đi lục thùng rác chứ? Bất quá Lục Vân cũng biết những giấy tuyên thành nhăn nhúm này là cái gì, chính là bản nháp lúc Ha vẽ tường vi thịnh thế. Lục Vân vốn cũng chỉ trêu chọc chị Yên Nhi một chút. Thân phận này của Vân Lộc Đại Sư cũng không có gì phải giấu giếm. Nếu chị Yên Nhi đã phát hiện, Lục Vân dứt khoát thản nhiên thừa nhận. Nhất thời, trong đôi mắt đẹp của Liễu Yên Nhi chứa đầy nước mắt. Sùng bái thần tượng lâu như vậy. Không nghĩ tới chính là em trai của mình, đổi lại là ai cũng phải kích động. Mà để cho Liễu Yên Nhi cảm động nhất chính là, tiểu Lục Vân vì giúp mình chút giận, lại tổ chức ra một buổi đấu giá, để cho mình trở thành trung tâm vạn người chú ý. Nếu không là chính cô vạch trần hẳn, hẳn còn không chịu thừa nhận hẳn chính là Vân Lộc Đại Sư. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là yên lặng bảo vệ, cho người khác cảm giác ấm áp nhất trên thế giới. Sâu trong âm Liễu Yên Nhi phảng phất tìm được một bến đỗ có thể giúp cô dỡ xuống tất cả ngụy trang, an toàn dựa vào. Tiểu Lục Vây. Liễu Yên Nhi cảm động ôm lấy Lục Vân, kết quả một chân không vững, hai người trực tiếp ngã vào nhau. Lục Vân lập nghiêm mặt nói, chị Yên Nhi, chị cảm động thì cảm động, nhưng đừng nghĩ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em. Vân Thiên Thần Quân là một người vô cùng có nguyên tắc. Liễu Yên Nhi nhìn thấy bộ dáng này của Lục Vân. Cũng đùa giỡn, khóe môi mềm mại ướt át, bỗng nhiên phát họa ra một nụ cười quyến rũ động lòng người, nói ra. Chị không đẹp sao?
Liễu Hiên Nhi từ trên cao nhìn xuống Lục Vân, bàn tay ngọc thon thả vén mái tóc che tầm nhìn của cô ra sau tai. Lục Vân lập tức mất bình tĩnh. Chị Hiên Nhi đây là muốn chơi với lửa. Không được. Cô ấy chính là chị của mình. Lục Vân đang muốn đẩy Liễu Hiên Nhi đang nghịt ra, lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm lạnh như băng vang lên, thiếu chút nữa dọa bay hồn của hẳn. Mọi người hình chơi rất vui vẻ nhát. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thành hai tay ôm ngực, nửa dựa ở mép cửa, khuôn mặt xinh đẹp nói với hai người họ. Khụ khụ, chị Khuynh Thành, đây là hiểu lầm. Lục Vân vừa định giải thích, đột nhiên thấy một bàn tay lạnh lẽo hướng trên mặt mình lao tới. Sao lại đánh hắn? Hắn vô tội mà. Giáo huấn xong Lục Vân, Diệp Khuynh Thành lại lạnh như băng nói với Liễu Hiên Nhi, em ba, sau này em ngủ một phòng. Với chị, miễn cho hai người làm bậy. Liễu Hiên Nhi không cam lòng thè lưỡi, nhưng lời của chị cả không thể không nghe. Trong bảy chị em, lời của Diệp Khuynh Thành vẫn là rất có trọng lực. Bách Vạn Phú Hào, đây là một sòng bạc ngầm ở Giang Thành. Mười mấy nam nhân mình trần, trên cánh tay có hoa văn rồng hổ vây quanh một chỗ. Có hai người trong số họ. Một người là lão đại Hoa Tí Long, trong miệng ngậm một điếu xì gà lớn, bộ dáng hung thần ác sát, nhìn khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Người này hung thần, là vua ở thế giới này. Người còn lại là Vương Cương, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Long, Long ca, không phải đã nói trong vòng một tuần sẽ trả tiền sao, còn chưa tới một tuần. Con mẹ nó mày tưởng lão tử ngốc đúng không? Hoa Tí Long mạnh mẽ đem khói xì gà chọc vào đầu Vương Cương, mắng, nếu không phải lão tử phái người nhìn chằm chằm mày, mày đã sớm chạy ra tỉnh ngoài rồi. Chuyện mấy ngày hôm trước ở tập đoàn Khuynh Thành, Từ Khải đáp ứng Vương Cương, chỉ cần hắn đứng ra bôi nhọ Diệp Khuynh Thành, sẽ giúp hắn trả hết nợ cờ bạc. Nhưng ai ngờ giữa đường có biến, xuất hiện một tên Nam Giang Vương, đem tất cả kế hoạch đều toang. Bản thân Từ Khải cũng khó bảo toàn, đương nhiên cũng không có khả năng quản Vương Cương nữa. Không còn cách nào khác, Vương Cương đành phải lựa chọn trốn sang tỉnh khác, kết quả vừa tới nhà ga đã bị thủ hạ của Hoa Tí Long ấn xuống. Long ca, không phải e, muốn chạy trốn, thật sự đó, anh in tưởng em là chuẩn bị đến bên cạnh nhà ga để tìm gái, anh biết đấy, nơi đó nhiều nhất loại này, hơn nữa giá cả lại rẻ. Bốp! Hoa Tí Long tát vào mặt Vương Cương, con mẹ nó mày đúng là nhân tài, cái cớ như vậy cũng có thể bịa ra được. Đừng đánh, Long ca, xin anh. Vương Cương liều mạng cầu xin tha thứ, anh cho em thêm vài ngày nữa. Em nhất định có thể trả lại tiền trong thời gian quy định. Trả, mày làm sao trả? Hoa Tí Long làm bộ muốn quất Vương Cương vội vàng ôm đùi hẳn nói. Long ca anh tin tưởng em nhất định có thể xoay sở được tiền, Diệp Khuynh Thành anh biết không, cô ta là chị cả của em, cô ta rất có tiền, hơn nữa quan hệ cô ta với Nam Giang Vương rất tốt. Nam Giang Vương, Hoa Tí Long sửng sốt một chút. Vương Cương cho rằng tìm được cơ hội. Vội vàng nói, đúng vậy, là Nam Giang Vương, chị cả của em là nữ nhân của Nam Giang Vương. Xem ra hẳn chuẩn bị lấy Nam Giang Vương ra trấn áp Hoa Tí Long. Ai biết được, Hoa Tí Long sửng sốt một hồi, đột nhiên cười ha ha, những nam nhân hung dữ đứng xung quanh cũng cười theo. Vương Cương, ha ha ha, tao thật sự là càng ngày càng bội phục thiên tài như mày, mày có thể bịa ra lý do ly kỳ hơn một chút không, sao không dứt khoát nói chị cả mày là nữ. Nhân của Vân Thiên Thần Quân, xem chúng ta có tin hay không. Long ca, em thật sự không có lừa anh a. Bốp! Hoa Tí Long lại tát một bạt tai, nụ cười dừng lại, lộ ra biểu tình hung ác nói, bớt lãng phí thời gian của lão tử đi, hiện tại gọi điện thoại cho chị cả mày đòi tiền đi. Vương Cương cứng đờ bất động. Hoa Tí Long cả giận nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn ăn nắm đấm của tao trước sao? Không phải, anh Long đừng hiểu lầm. Là bởi vì em đã hỏi chị ta xin tiền rất nhiều lần, chị ta chắc chắn sẽ không tin em nữa. Thanh âm Vương Cương run rẩy, thấy Hoa Tí Long lại muốn động thủ, vội vàng bổ sung. Có điều, anh Long chỉ cần quay video của em, gửi cho chị ta và nói, không trả tiền thì đi quấy rầy ông Ngô, chị ta nhất định sẽ cho. Trong lòng Vương Cương cũng hiểu được, hẳn ở trong mắt Diệp Khuynh Thành chả là cái đỉnh gì. Nhưng ông Ngô thì khác. Diệp Khuynh Thành nhất định là quan tâm Ngô Gia Gia, chỉ cần bắt được điểm yếu này, cô ta chắc chắn sẽ không ngồi yên. Hoa Tí Long giơ một cước đá vào mặt Vương Cương,
cười nhạo nói, con mẹ nó, mày cũng có hiếu ghê. Lục Vân vốn định hôm nay đi gặp chị hai, nhưng đi qua phòng khách, lại thấy chị Khuynh Thành rầu rĩ, không vui ngồi trên sofa. Sao vậy chị? Lục Vân hỏi. Còn không phải là chuyện của tên khốn Vương Cương sao? Diệp Khuynh Thành tức giận đem video trong điện thoại cho Lục Vân xem một lần. Nhất thời, trong con ngươi Lục Vân hiện lên một tia lạnh lùng. Chị đừng nghĩ nhiều, em sẽ giải quyết. Cậu muốn đi tìm Nam Giang Vương sao? Không cần. Lục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp rời khỏi biệt thự. Diệp Khuynh Thành vẫn không yên tâm, lại gọi điện thoại cho Liễu Yên Nhi. Dù sao Liễu Yên Nhi mở quán bar, ở thế lực ngầm ít nhiều có chút nhân mạch, nói không chừng vừa vặn quen biết ông. Chủ của Bách Vạn Phú Hào, có thể xin giúp đỡ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghi hoặc của Liễu Yên Nhi, chị, sao lại gọi cho em vào lúc này? Vương Cương bị người của Bách Vạn Phú Hào bắt rồi. Diệp Khuynh Thành nói ngắn gọn. Nó bị bắt lại thì liên quan quái gì đến chúng ta? Tiểu Lục Vân cũng đi qua đó rồi. Cái gì? Tiểu Lục Vân cũng đi. Em qua đó liền đây. Liễu Yên Nhi nói xong liền cúp điện thoại, tìm lưỡi lê đeo ở sau lưng, sau đó liền vội vàng chạy tới Bách Vạn Phú Hào. Hoa Tí Long, nếu Tiểu Lục Vân của tôi dùng một cọng tóc nào, lão nương đây tuyệt đối sẽ cho anh sống không bằng chết. Mà giờ phút này Lục Vân đã đi tới cửa sòng bạc. Vẻ mặt lạnh lùng. Vương Cương sống hay chết, ha không quan tâm. Hắn quan tâm chính là, Hoa Tí Long lại dám quấy rầy chị Khuynh Thành, còn tuyên bố muốn đi quấy rầy Ngô Gia Gia. Người này, đáng giết, xuất trình thẻ căn cước. Hai người đàn ông áo đen lạnh lùng đứng ở cửa, ngăn cản Lục Vân nói. Nơi này bình thường không cho người lạ đi vào, mỗi khi có người lạ muốn đi vào, đều phải thông qua khách quen giới. Thiệu. Mà khách quen thường sẽ có một tấm thẻ căn cước đặc chế của sòng bạc. Hai người này ngăn Lục Vân lại, cũng chỉ kiểm tra theo thông lệ. Giọng Lục Vân lạnh như băng nói, tránh ra. Tiểu tử cậu là tới gây sự sao? Hai người nhanh chóng phản ứng lại, sạc mặt âm trầm, chỉ là còn không đợi bọn họ ra tay, bụng liền đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Tiếp tục đi. Bùm. Thân thể hai người nặng nề đụng vào cửa lớn, ngã nhào. Trong sòng bạc đang có không ít khách đánh bạc đang chơi, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động lớn, đều là hoảng sợ. Có chuyện gì vậy? Mọi người nghỉ hoặc nhìn về phía cửa lớn. Chỉ thấy một thanh niên mặt lạnh như băng bước vào. Không muốn chết, cút hết cho tôi. Thanh niên thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người trong sòng bạc đều nghe được rõ ràng, nhất là hắn lúc nói chuyện, toàn bộ nhiệt độ sòng bạc đều giống như hạ xuống. Đây là một tôn sát thần. Khách đánh bạc trong lòng run lên, không dám nói gì cả, rất nhanh sòng bạc liền dọn dẹp sạch sẽ không còn bóng người, chỉ còn lại mấy cô gái chia bài xinh đẹp, trốn ở dưới bàn run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Hoa Tí Long nghe tiếng chạy tới, theo sau chính là thủ hạ. Trong nháy mắt nhìn thấy Lục Vân, con người Hoa Tí Long co rụt lại, cậu là ai? Lục Vân cũng không trả lời, hỏi ngược lại, người gửi video cho chị tôi chính là anh phải không? Hoa Tí Long nhất thời phản ứng lại, người này là tới tìm Vương Cương, vì thế phất phất tay, vài thủ hạ lập tức chạy tới đóng cửa sòng bạc lại, sau đó chặn Lục Vân lại. Hoa Tí Long lại dặn dò một thủ hạ, đi lôi tên cẩu tạp chủng kia ra đây. Rất nhanh, mặt mũi bầm dập Vương Cương đã bị kéo ra, nhìn thấy Lục Vân, lập tức kích động hô to, Lục Vân, mau cứu tôi. Câm miệng. Hoa Tí Long tát Vương Cương một cái, làm cho hắn an tĩnh lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Vân, cứu người nên có thái độ chuộc người, cậu vừa đến liền đuổi khách của tôi đi, món nợ này tính thế nào? Lục Vân đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, anh chuẩn bị tính thế nào? Hoa Tí Long cười lạnh hai tiếng, trước quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau đó giao tiền chuộc vị huynh đệ này ra. Lục Vân không nói gì, lắng lặng nhìn Hoa Tí Long vài giây, mới chậm rãi mở miệng nói. Thứ nhất. Tôi sẽ không dập đầu xin lỗi anh. Thứ hai, trên người tôi không có mang tiền chuộc. Thứ ba, loại rác rưởi này, không có tư cách trở thành huynh đệ của Lục Vân tôi. Tiếng nói vừa dứt, trong sòng bạc yên lặng chốc lát, sau đó liền vang lên tiếng của Hoa Tí Long nổi giận, con mẹ nó. Mày không mang tiền chuộc chạy tới làm gì, đùa giỡn với lão tử sao? Tôi đến chỉ để nói cho anh biết, loại rác rưởi Vương Cương này, anh xử lý thế nào cũng không quan trọng. Nhưng đừng quấy rầy chị tôi và ông Ngô nữa.
Lời này vừa ra, Vương Cương lập tức liền nóng nảy, Lục Vân, tốt xấu gì chúng ta cũng cùng ở chung trong viện phúc lợi, sao có thể thấy chết mà không cứu. Câm miệng. Hoa Tí Long lại tát Vương Cương một cái, sau đó nhìn về phía Lục Vân, cho nên, đây là thái độ cầu xin người khác của mày. Hắn chỉ hướng cửa. Hai tên giữ cửa đến giờ vẫn nằm lăn lộn trên mặt đất không đứng dậy nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.